Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2001, Cổ Thánh bị đả kích biến mất một. Bọn hắn nghĩ tới Trương Sư sẽ bị Cổ Thánh giáo huấn, sẽ bị một trưởng đánh bay, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, kết quả hoàn toàn trái lại, vị cường giả đi theo Khổng Sư không biết bao lâu kia, lại bị một chiêu miểu sát. Mấu chốt là gia hỏa miểu sát kia, mới tu luyện chiêu này tối đa một canh giờ. Ta lại đi so với hắn. Vẻ mặt Phùng Huân như muốn khóc. Vốn tưởng rằng lần này thua, trở về chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó có thể lấy lại danh dự, báo thù rửa hận, hiện tại xem ra, đối mặt biến thái như thế, nên tránh xa bao nhiêu thì tránh a. Nếu không, sẽ một mực bị đả kích. Ngươi, cái này thật chỉ là tiểu thành. Giống như mọi người rung động, tượng đá bay lên, nhìn về phía gia hỏa trước mắt, cũng cảm thấy bối rối. Hắn sáng chế công pháp, nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, tự cho là không người sánh bằng, kết quả. Bị đánh bay nhẹ nhõm, vì sao cảm giác uy lực của đối phương lớn như vậy chứ? Ân, Trương Huyền chưa bao giờ dùng qua chiêu này, cũng không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, một trưởng liền đánh đối phương như vậy, tràn đầy ngại ngùng. Lúc trước thiếu sót quá nhiều, ta hơi chút sửa đổi, không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, thật có lỗi. Sửa chữa, ngươi sửa đổi công pháp của ta. Trong mắt của tượng đá trợn trừng ra. Ngắn ngủn ba canh giờ, gia hỏa này không chỉ hiểu công pháp hắn lưu lại, tu luyện đến tiểu thành, còn cảm thấy uy lực không lớn, thuận tiện sửa lại. Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Ân, nói thật, bộ công pháp này cũng không tệ lắm, uy lực cũng không yếu, nhưng mà thiếu sót thật sự quá nhiều, chừng 27 chỗ, đáng tiếc. Kiến thức của ta quá nông cạn, chỉ sửa lại 18 chỗ, còn có 9 chỗ biết rõ vấn đề, nhưng nghĩ không ra phương pháp giải quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Huyền lắc đầu, vẻ mặt cô đơn. Nếu có đầy đủ công pháp, ai sẽ tu luyện trưởng pháp nhiều thiếu sót như vậy? Ngẫm lại cũng cảm thấy phiền muộn. Dầm ào ào. Tượng đá đang hội tụ thân thể vỡ vụn lại, nghe nói như thế, lần nữa nhoáng một cái, thiếu chút nữa tiếp tục tan vỡ. Kiến thức quá nông cạn, còn vẻ mặt tràn đầy phiền muộn kia là cái biểu lộ quỷ gì? Không trang bức sẽ chết sao? Ta sáng chế công pháp, cũng không có sửa chữa được, ngươi chỉ nhìn một lát liền sửa xong, đây cũng gọi là nông cạn. Ngươi nông cạn, ta phải không nên đi tự sát sao? Võ kỹ cao nhất trong thánh phẩm trung cấp, ngươi tu luyện rõ ràng còn phiền muộn. Ta mới phiền muộn đây nè. Tâm thần dưới sự kích động, tượng đá càng tụ càng cảm thấy vết rách trên thân càng nhiều. Vốn lưu lại di tích, là muốn tìm một hậu bối ưu tú, truyền thừa công pháp của mình, tuyên dương sự vĩ đại của mình. Kết quả, tiền bối không có cảm giác về sự ưu việt, ngược lại một mực bị đả kích. Ngươi sửa đổi 18 chỗ nào? Cố nén phiền muộn, tượng đá hỏi. Cảnh giới giống nhau, trường lực của đối phương hùng hậu như vậy, nói rõ hoàn toàn chính xác sửa chữa thành công, hắn cũng muốn biết, trưởng pháp mình khổ tâm sáng chế, đến cùng có vấn đề nào. Ngươi muốn biết rõ, ta có thể dạy ngươi a. Trương Huyền nhìn qua, sặc sặc, lần nữa vỡ vụn một ít. Tượng đá thấy ngực rất đau. Không cần. Dù rất muốn biết rõ, nhưng nếu như đối phương lại để cho hắn bái sư, thực gánh không nổi mặt mũi a. Không cần khách khí, kỳ thật rất đơn giản, 18 chỗ này hẳn là thời điểm chân khí vận chuyển tới linh hải trong cơ thể. Trương Huyền giải thích, hành giả vô cương, không có đủ công pháp xung hợp, chỉ biết thiếu sót, không cách nào sửa chữa, không biết nên trả lời đối phương như thế nào, mà cái này, công pháp chính xác đã xuất hiện. Nói cũng không coi vào đâu. Sặc sặc, sặc sặc. Nghe xong vài câu, tượng đá vỡ vụn càng lúc càng nhanh, tựa hồ bị khiếp sợ quá lớn, không chịu nổi rồi. Khâu Ngô Cổ Thánh chỉ để lại một chút ý niệm, hơn nữa lại trải qua nhiều năm như vậy, đã sớm yếu không chịu nổi, giờ phút này liên tiếp bị đả kích, dĩ nhiên đạt đến biên giới tùy thời có thể sụp đổ. Không phải ý niệm quá yếu, mà gia hỏa trước mắt này quá khoa trương. 27 chỗ thiếu sót lại có thể giống Khổng Sư nói như đúc, lúc ấy Khổng Sư cũng không sửa chữa cho hắn, để cho chính hắn tìm kiếm phương pháp giải quyết. Bây giờ nghe đối phương nói, hiểu rõ mấu chốt ở nơi nào, có loại cảm giác bình minh sáng tỏ buổi chiều chết cũng được, tinh thần buông lỏng, rút cuộc không kiên trì nổi. Ta chỉ sửa lại 18 chỗ này, còn dư lại 9 chỗ, thật sự không sửa được. Rất nhanh nói hết một lần, lúc này Trương Huyền mới tỉnh hồn, nhìn về phía tượng đá trước mắt. Con mắt trợn tròn, cực kỳ hoảng sợ. A, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy tượng đá mới vừa rồi còn đang cố gắng khôi phục thân thể,
giờ phút này đã bại liệt giống như bãi bùn nhão, coi như là đầu lâu lúc trước hoàn chỉnh, cũng như mạng nhện, vết nứt rậm rạp chằng chịt, giống như tùy thời sẽ tan vỡ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Lúc trước tu luyện đều sai rồi, khó trách nhiều năm như vậy không có đạt tới thành tựu cao hơn. Không để ý tới câu hỏi của hắn, tượng đá như thất thần, vết rách càng ngày càng nhiều. Đa tạ chỉ điểm của ngươi, ngươi không chỉ nhìn ra bộ công pháp này, hơn nữa sửa chữa hoàn mỹ như thế, dĩ nhiên thông qua khảo hạch, có tư cách đạt được truyền thừa của ta là. Cảm khái xong, tượng đá lần nữa nhìn qua, lời nói mới phân nửa, chợt nghe thanh âm giặc giặc vang lên. Dâm ào ào, vỡ thành một bãi bùn nhão. Trương Huyền ngẩn ngơ, vội vàng đi vào trước mặt, đưa tay chào một cái, lúc này mới phát hiện tượng đá đã vỡ thành bột phấn, ý niệm tồn tại trong đó, dĩ nhiên triệt để biến mất. Ngươi còn chưa nói, truyền thừa là cái gì a? Thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền thiếu chút nữa thổ huyết. Khâu Ngô cổ thánh này làm việc cũng quá không đáng tin cậy đi. Không phải nói thông qua khảo hạch liền có được truyền thừa sao? Chương 2002, cổ thánh bị đả kích biến mất 2. Kết quả, một chữ cũng không nói, liền trực tiếp nát. Có lầm hay không? Không chỉ hắn phiền muộn, đám người Ngô sư cũng mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa khóc lên. Hao hết trăm cay nghìn đắng, cảm thấy sắp đạt được truyền thừa, ai ngờ. Cổ thánh lưu lại ý niệm, lại bị Trương sư đả kích đến đạo tâm tan vỡ, trực tiếp tiêu tán. Ngay cả truyền thừa là cái gì, học thứ gì, một chữ cũng không kịp nói. Cái này gọi là chuyện gì? Lúc trước còn cảm thấy theo Trương sư đi vào di tích là chuyện tốt, hắn vô luận thiên phú, kiến thức hay lý giải trận pháp, đều có thể cam đoan mọi người an toàn, một khi đạt được chỗ tốt, cũng có thể theo sau ăn chút thịt. Chứng kiến giờ mới hiểu được, căn bản không phải có chuyện như vậy. Ngay cả Khâu Ngô cổ thánh cũng bị đả kích không chịu nổi. Ăn thịt cái rắm, nước canh cũng uống không nổi a. Cái này, hẳn là ý thức của hắn đến thời gian, tượng đá không kiên trì nổi. Mọi người đang tràn đầy phiền muộn, chỉ thấy vẻ mặt Trương Huyền áy náy nhìn qua. Tuy cổ thánh chưa kịp lưu lại truyền thừa, nhưng bộ trưởng pháp này mọi người học một ít, cũng có thể để cho thực lực tăng nhiều. Ân, mọi người nhẹ gật đầu. Không có biện pháp nào khác rồi. Ý thức không còn, ai biết truyền thừa là cái gì? Lại tìm kiếm ở địa phương nào? Xoắn suýt cũng không có tác dụng. May mắn, còn có một bộ trưởng pháp. Nghĩ vậy, mọi người nhìn sang bia đá cách đó không xa, chợt nghe được tiếng giòn vang. Giặc giặc, giặc giặc. Ngay sau đó, nổ vang liên tiếp truyền đến, bia đá lúc trước xuất hiện từng vết rách, càng lúc càng lớn, đã thành xu thế nước lũ, khó có thể ngăn chặn. Những bia đá này trưng bày thời gian thật sự quá lâu, không có ý niệm của cổ thánh gia trì, cũng không chịu nổi rồi. Hàn hội trưởng hiểu được, vội vàng mở miệng, lời còn chưa dứt, mọi người liền cảm thấy mặt đất cũng lắc lư, tựa hồ không gian gấp bắt đầu sụp đổ. Mau đi ra, nơi này cũng giống như bia đá, đều do ý niệm của Khâu Ngô cổ thánh duy trì, chạy mau. Nói xong, đi đầu phóng ra phía ngoài. Những người khác biết rõ nguy hiểm, không dám dừng lại. Vội vã vọt ra phía ngoài. Trương Huyền theo sát phía sau, một lát sau, lần nữa về tới hoa viên, phát hiện Lạc Nhược Hy không ở trong đó, tiếp tục đi về phía trước, vừa lao ra khỏi cửa, liền chứng kiến chín đại môn ở sau lưng ầm ầm sập xuống, triệt để biến mất, giống như đồ vật lúc trước tựa như một giấc chiêm bao, căn bản không có tồn tại qua. Cái này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn tốc độ của bọn họ nhanh, cũng may mắn thông qua được khảo hạch, phong ấn ngăn cản mọi người rời đi biến mất, nếu không, vây ở bên trong chỉ sợ sẽ theo không gian gấp kia đồng thời biến mất ha. Quá nguy hiểm. Nhược Hy đâu? Không giống mọi người sợ hãi, Trương Huyền nhịn không được nhìn chung quanh. Vừa rồi trong hoa viên không có, như thế nào bên ngoài cũng không thấy được thân ảnh của Lạc Sư. Tìm một vòng, đang muốn vận chuyển minh lý chi nhãn dò xét tung tích, chỉ thấy nàng từ phía trước bay trở về. Các ngươi đi ra, đã được truyền thừa rồi sao? Đi tới trước mặt, Lạc Nhược Hy tò mò hỏi. Khục khục, không có, ý niệm của Khâu Ngô cổ thánh bị Trương sư nói hỏng mất, truyền thừa cũng không kịp lấy ra. Mộc sư có chút lúng túng giải thích. Tan vỡ. Vẻ mặt Lạc Nhược Hy kỳ quái nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Ta. Trương Huyền vào đầu, không biết trả lời như thế nào. Hắn chỉ cùng đối phương nghiên cứu thảo luận ưu khuyết điểm của Đại Bi Thiên Ma Trưởng, lại không nói gì, ai ngờ đối phương không chịu nổi đả kích như vậy.
còn cổ thánh. Đây là phương pháp tu luyện đại bi thiên ma trưởng, ta đã sửa chữa, mọi người dựa theo cái này học tập, cũng không tính đi một chuyến uổng công. Lắc đầu, Trương Huyền sao công pháp mình học được đưa cho mọi người. Mặc kệ Khâu Ngô cổ thánh có phải bị mình nói tan vỡ hay không, dù sao bởi vì hắn, mọi người mới không được truyền thừa, cũng không thể để cho bọn hắn đi một chuyến uổng công, bộ công pháp này, cũng coi như đền bù tổn thất. Đa tạ. Ánh mắt mọi người đều sáng lên, tràn đầy kích động. Ngô sư mở ra, tất cả mọi người nhìn sang. Không quá lâu, liền xem bí tịch một lần, lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, như là gặp quỷ. Trương sư, đây là đại bi thiên ma trưởng, ngươi thực chỉ dùng một canh giờ liền tu luyện đến tiểu thành. Từng cái nuốt nước bọt. Bộ công pháp này, hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng bởi vì quá cường đại, tu luyện khó như lên trời. Không nói những người khác, coi như Ngô sư là danh sư thất tinh thượng phẩm, nghiêm túc tu luyện, không có 10 năm, 8 năm, cũng đừng nghĩ nhập môn, chớ nói chi là tiểu thành. Nhưng võ kỹ khó như vậy, gia hỏa trước mắt này, một canh giờ thì đến được tiểu thành, thậm chí đồng cấp bậc còn mạnh hơn Khâu Ngô cổ thánh, lý giải càng sâu. Đến cùng làm sao làm được? Khó trách cổ thánh sẽ bị đả kích đến ý niệm gánh không được, trực tiếp biến mất, đổi lại bọn hắn, cũng sẽ bị đả kích chết a. Lúc trước hắn nói muốn thu cổ thánh làm đồ đệ, chỉ sợ là thật. Biến thái. Trong lòng mọi người đồng loạt phán định. Chương 2003, gặp lại Thiên Diệp Vương 1. Thấy mọi người tu luyện một lát, không có một cái nào nhập môn, Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Bộ trưởng pháp này, tuy hắn sửa đổi 18 chỗ thiếu sót, nhưng phía trước rất nhiều lỗ thủng không có sửa chữa, muốn tu luyện, như trước cần rất nhiều chân khí. Tuy mọi người không yếu, nhưng so với phong thánh giải của hắn, còn kém rất nhiều. Trong thời gian ngắn luyện không thành, cũng là chuyện không có cách nào khác. Thật giống như hắn nắm giữ đao pháp Thanh Long Yển Nguyệt Đao, uy lực kinh người, cũng nguyện ý vô tư truyền thụ ra ngoài, nhưng đệ tử ngay cả đao cũng cầm không nổi, còn làm sao luyện. Không bột đố gột nên hồ, coi như hắn là danh sư, số lượng chân khí dự trữ cùng độ tinh thuần của mọi người không đủ, cũng bất lực. Ta muốn đi phong thánh các tìm lão viện trưởng. Có cùng đi không? Biết rõ tiếp tục chờ đợi, không có bất kỳ ý nghĩa, dù sao đã truyền thụ trưởng pháp, về sau có thể tu luyện tới cảnh giới gì, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn, Trương Huyền mở miệng nói. Lúc trước, Khâu Ngô cổ thánh từng nói qua, lão viện trưởng cùng Thiên Diệp Vương đi phong thánh các, muốn cứu người, chỉ có thể đi tới. Cùng đi chứ? Đám người Ngô sư gật đầu. Mọi người đã ghi nhớ pháp quyết của Đại Bi Thiên Ma trưởng, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng đi tìm kiếm đám người Trương dẫn Khâu. Vừa rồi ngươi đi đâu? Một đường đi về phía trước, nhớ tới vừa rồi Lạc Nhược Hy từ phía trước bay về, Trương Huyền nhìn không được truyền âm qua. Chỉ là tùy tiện nhìn. Nữ hải nhẹ nhàng cười cười. À, thấy đối phương không muốn nói, Trương Huyền không hề hỏi thăm. Dựa theo bản đồ đánh dấu, không bao lâu mọi người liền đi tới một lầu các. Vân khí lượn lờ, làm cho người ta có cảm giác thần thánh. Nhìn thoáng qua, thần sắc của Hàn hội trưởng ngưng trọng. Nơi này có trận pháp cực kỳ lợi hại, chỉ cần đi vào, sẽ khó có thể rời đi, như vậy đi, ta cùng Ngô sư, Trương sư đi vào, mọi người trước ở bên ngoài đi. Lầu các không có tên, làm cho người ta có cảm giác che giấu ở trong hư không, rõ ràng có một trận pháp cực lớn bao phủ, kết hợp với lúc trước cổ thánh nói, đi vào trong đó, có khả năng có đi không về, tất cả mọi người không cần phải đi tới mạo hiểm. Chúng ta không sợ. Thần sắc đám người Phùng Huân ngưng trọng. Không phải vấn đề sợ hay không sợ, mà là chúng ta đều lâm vào trong đó, thật sự không thể cứu được, mọi người canh giữ ở bên ngoài, thuận tiện điều tra bốn phía, nếu như ba ngày không có đi ra, lại cân nhắc những chuyện khác. Ngô sư mở miệng. Cái này liên lụy tới an nguy của mọi người, không thể hành động theo cảm tính. Nếu không, toàn bộ rơi vào trong đó, thì thật là không có biện pháp. Tốt. Chần chừ một chút, mọi người gật đầu. Ngươi cũng ở bên ngoài chờ, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Trương Huyền mỉm cười, nhìn về phía Lạc Nhược Hy. Bên trong không biết sẽ trải qua cái gì, khẳng định cực kỳ nguy hiểm, không muốn để nữ hài theo ở phía sau. Chung một chỗ A, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nữ hài nhìn qua. Cái này. Thấy ánh mắt đối phương kiên định, không dung dao động, dừng lại một chút, Trương Huyền đành phải gật đầu đáp ứng. Được, bất quá sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận. Nhẹ nhàng cười cười, Lạc Nhược Hy gật đầu.
sợ tàn hồn của Thiên Diệp Vương lúc trước đào tẩu sẽ tìm mọi người phiền toái, Trương Huyền lại để Hàn hội trưởng bố trí một sát trận cấp 7 đỉnh phong thủ hộ ở chung quanh, lúc này mới cùng đám người Ngô sư đi vào. Trận pháp chung quanh lầu các giống như phong ấn trong địa quật, thuộc về đơn hướng, đi vào trong không có trở ngại, một khi đi vào trong đó, sẽ lập tức hình thành cấm chế, không cách nào rời đi. Quả nhiên có đi không về. Đi một lát, cảm nhận được không gian sau lưng như bị giam cầm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, từng cái khuôn mặt trầm thấp. Xuyên qua phong ấn, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, để cho mọi người nhẹ nhàng thở ra, đi tới trước mặt lầu các, đẩy cửa đi vào. Tầng thứ nhất cực kỳ bao la, từng dãy bia đá dựng lên trong đó, phía trên điêu khắc văn tự rậm rạp chằng chịt. Đây là Tâm Đắc Trùng Kích Thánh Vực. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền cùng Lạc Nhược Hy liếc mắt nhìn nhau, đều sững sờ. Văn tự trên tấm bia đá, bọn hắn nhìn thấy qua, giống điêu khắc trong sơn đạo ở Phong Thánh Đài, đều là một ít tâm đắc khi đột phá thánh vực. Xem ra Phong Thánh Các này, cùng Phong Thần Đài hoàn toàn chính xác có liên hệ mật thiết. Tên tương tự, lại gặp được bia đá nội dung giống nhau, muốn nói cả hai không có liên hệ, hai người ai cũng không tin. Ngô sư cùng Hàn hội trưởng tựa hồ cũng đi qua Phong Thánh Đài, chứng kiến nội dung trên tấm bia đá cũng sững sờ, sau đó từng cái tràn đầy kỳ quái. Tiếp tục tới trước, đang muốn đi vào tầng thứ hai, liền cảm thấy tóc gáy dựng đứng, một đạo kiếm quang thẳng tắp từ chỗ sâu trong lầu các bắn tới. Ầm ầm, chân khí trong cơ thể Ngô sư, Hàn hội trưởng đột nhiên bộc phát, đồng thời tiến về phía trước một bước, ngăn cản kiếm quang. Lực lượng của hai người giao hòa, tuy không có hình thành trận pháp, nhưng cũng sinh ra hiệu quả lớn hơn hai. Bành, cùng kiếm khí va chạm, đồng thời lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Là Thiên Diệp Vương. Trương Huyền biến sắc, một đạo kiếm khí không biết từ đâu tới đây, khiến cho hai đại cao thủ ngăn cản không nổi, chỉ sợ chỉ có Thiên Diệp Vương bị nhốt ở nơi đây, không cách nào đào tẩu mới có thể làm được. Hắc hắc, không sai. Trương Huyền, nếu như ngươi không đi vào thì thôi, đã đi vào, thì chỉ có một con đường chết. Quát lạnh một tiếng, thanh âm của Thiên Diệp Vương vang lên, ngay sau đó một thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới. Không giống nguyên thần lúc trước nhìn thấy, lần này Thiên Diệp Vương là thân thể không thể thật hơn, thân hình cao lớn, còn cao hơn Hồng Diệp Vương, Ngọc Diệp Vương vài phần. Chương 2004, gặp lại Thiên Diệp Vương 2. Ngươi nhận thức ta, đạo tàn hồn kia, đi tới nơi đây cùng ngươi dung hợp. Nghe được hắn hô lên tên của mình, Trương Huyền sững sờ. Xem ra đạo tàn hồn lúc trước đào tẩu kia, cũng đi tới nơi đây, nếu không, đối phương bị nhốt hơn 2 năm, không có khả năng nhận ra mình, hơn nữa còn cừu hận như thế. Hải nguyên thần của ta bị hao tổn, không tiến đến, ta không có bất kỳ biện pháp nào giết ngươi, nếu như tiến đến, vậy đừng nghĩ rời đi. Cười lạnh một tiếng, ngón tay của Thiên Diệp Vương nâng lên, mãnh liệt điểm tới. Ngô sư cùng Hàn hội trưởng lần nữa đi về phía trước, chân khí trong cơ thể như sôi trào. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục, hai người bay ngược ra. Tuy thực lực của bọn hắn đều rất mạnh, nhưng so với Thiên Diệp Vương, còn kém một đoạn rất lớn. Trương sư, đi mau. Thân thể xoay chuyển, cưỡng ép rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, Ngô sư lên tiếng giống to. Nguyên thần của đối phương còn không có xuất khiếu, nhưng hai người bọn họ liên thủ cũng chống chọi không được, thật muốn thi triển toàn lực, căn bản không thể là đối thủ. Đi. Còn muốn chạy thoát sao? Thiên Diệp Vương cười lạnh, bàn tay mãnh liệt chảo một cái. Dầm ào ào. Toàn bộ đại điện như bị bao phủ, một đạo lực lượng hùng hậu, phong tỏa bốn phía đám đông. Nguy rồi. Không nghĩ tới mới tiến vào, liền gặp Thiên Diệp Vương, hơn nữa còn là thời kỳ toàn thịnh, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Đối phương đã có phòng bị hắn, muốn mê hoặc, nhất định là không làm được, liều mạng lại không phải đối thủ. Chẳng lẽ chỉ có thể ở chỗ này chờ chết? Phá cho ta. Bàn tay giơ lên, thi triển ra đại bi thiên ma trưởng vừa học được, đánh tới giam cầm trước mắt. O-O-N-G. Phong ấn như gợn nước, lắc lư hai cái, nhưng không vỡ ra, ngược lại lực lượng phản xung tuôn qua, để cho hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, như vỗ vào trên lò xo. Đây là tuyệt chiêu 2 năm qua ta bị vây ở chỗ này nghiên cứu ra, thánh vực ngũ trọng cũng phá không vỡ. Chỉ bằng ngươi một tòng thánh cũng muốn phá. Chứng kiến cử động của hắn, Thiên Diệp Vương cười nhạt. Hàn hội trưởng cùng Ngô sư cũng đứng dậy, riêng phần mình thi triển ra công kích mạnh nhất, rơi vào trên phong ấn, phát hiện giống như Trương Huyền, không có chút hiệu quả nào.
ta còn muốn đi tìm hiểu vật Khổng Sư lưu lại, không rảnh lãng phí thời gian với các ngươi. Lắc đầu, ngón tay của Thiên Diệp Vương điểm ra, kiếm quang lần nữa bắn tới. Lần này uy lực càng lớn, thẳng tắp đâm tới Trương Huyền, nhìn uy lực, chỉ cần đánh chúng, thần tiên khó cứu. Đã xong. Đồng tử co rút lại, thân thể Trương Huyền cứng ngắc. Một đạo tàn hồn của đối phương, hắn cũng ngăn cản không nổi, thời kỳ toàn thịnh, càng ở chỗ này tu luyện 2 năm, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Đang muốn thả phân thân, ngạnh kháng đạo kiếm quang này, liền chứng kiến một đạo hào quang kích xạ đến, ngay sau đó một tiếng nổ cực lớn vang lên, trước mắt lập tức tràn đầy sương mù. Là trận bàn thất tinh đỉnh phong. Có thể thoáng cái kích phát ra sương mù lớn như thế, chỉ có trận bàn thất tinh đỉnh phong. Thứ này vô cùng thưa thớt, coi như là Hàn hội trưởng cũng không có, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Mọi người mau cùng ta tới. Đang kỳ quái, mấy người chợt nghe bên tai vang lên truyền âm, ngay sau đó liền chứng kiến một lão giả xuất hiện ở trước mặt. Là, Kê Nham phó viện trưởng. Nhìn rõ ràng dung mạo bóng người, Ngô Sư nhịn không được nói. Đúng là tại hạ, Ngô Sư mời đi theo ta. Lão giả nhẹ gật đầu nói. Được. Ngô Sư gọi mọi người theo sát phía sau. Kê Nham phó viện trưởng. Nghe hai người đối thoại vào trong tai, Trương Huyền lập tức hiểu được. Vị này giống như Mộ Nhân Hư phó viện trưởng lúc trước nhìn thấy, đều là phó viện trưởng của Danh Sư Học Viện, lúc trước cùng lão viện trưởng Trương dẫn Khâu Trung một chỗ đi vào nơi đây, hiện tại xem ra còn không có chết. Thực lực thật mạnh. Đi theo sau lưng đối phương, Trương Huyền lặng lẽ nhìn sang, lông mi nhìn không được nhảy dựng. Vị Kê Nham phó viện trưởng này, 2 năm trước có lẽ giống như đám người Mộ Nhân Hư, chỉ có thực lực thánh vực nhất trọng, nhưng bây giờ lại có thể đạt đến thánh vực tứ trọng. So với Ngô Sư cũng không chút nào kém. Hơn 2 năm thời gian, tiến giai trọn vẹn 3 đại cấp. Hơn nữa còn là thánh vực, không khỏi quá khoa trương đi. Thực lực của ngươi. Ngô Sư cũng nhìn ra, nhịn không được hỏi. Nơi đây linh khí nồng đậm, cộng thêm Khổng Sư lưu lại không ít bảo vật. Hơn nữa cùng đám người Thiên Diệp Vương đấu trí đấu dũng, tu vi kém một chút, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Kê Nham phó viện trưởng cười khổ lắc đầu. Linh khí nơi này là gấp đôi ngoại giới, hơn nữa các loại bảo vật cùng Thiên Diệp Vương áp bách, nếu như không có thực lực thánh vực tứ trọng, chỉ sợ căn bản sống không đến hiện tại. Các ngươi, còn thừa lại bao nhiêu người? Trương Huyền nhìn không được hỏi nói. Lúc trước lão viện trưởng mang đi đại khái chừng 30 người, bên ngoài thấy được hơn 10 thi thể, có lẽ còn hơn 10 vị sống sót mới phải. Chỉ còn lại chưa đủ 3 người. Kê Nham phó viện trưởng thở dài. Chưa đủ 3 người. Tất cả mọi người sững sờ. 3 là 3, 2 là 2, chưa đủ 3 người, có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn 2 người rưỡi? Chương 2005, không ra được 1. Các ngươi đi theo ta sẽ biết. Nhìn ra mọi người nghi hoặc, Kê Nham cười khổ nói. Đi theo sau lưng, ở trong sương mù đi một lát, đi vào một gian phòng. Chung quanh hiện đầy phong ấn cùng cạm bẫy, đều đạt đến cấp 7 đỉnh phong. Tựa hồ coi như là cường giả như Thiên Diệp Vương, lâm vào trong đó, cũng sẽ bị xoắn giết. Thấy một màn như vậy, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Xem ra tùy bị vây ở chỗ này, nhưng Thiên Diệp Vương rõ ràng chiếm được ưu thế thật lớn, đám người lão viện trưởng không cách nào chống chọi, chỉ có thể giấu ở chỗ này bảo vệ tính mạng, những trận pháp cùng cạm bẫy kia, có lẽ cũng là vì phòng ngừa đánh lén. Đẩy cửa đi vào, gian phòng chỉ có hơn 10 mét vuông, hẹp hòi không nói, còn không có cửa sổ. Chỉ có một viên dạ minh châu chiếu rọi 4 phía, lộ ra có chút lờ mờ. Bên tường, có một người dựa vào, 2 chân đã biến mất, cánh tay cũng đứt gãy một cái, bất quá chứng kiến mọi người đi tới, lập tức bay lên, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Kê viện trưởng, những người này là... Trong phong thánh các tổng cộng chỉ có mấy người bọn hắn, đột nhiên nhìn thấy nhân loại, trong lòng kích động có thể nghĩ. Đàm viện trưởng, là đám người Ngô Sư của Thanh Nguyên Đế Quốc, tìm đến nơi này. Kê Nham giải thích một câu. Đàm viện trưởng, ngươi là phó viện trưởng Đàm Thanh. Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới một người. Hồng Viễn Danh Sư Học Viện, tổng cộng 4 vị phó viện trưởng, Mộ Nhân Hư, Kê Nham, Đàm Thanh, đúng là 3 cái trong đó. Là ta. Đàm Thanh nhẹ gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Kê Nham cách đó không xa. Mấy vị danh sư này, không biết xưng hô như thế nào. Cái này... Ta cũng là vừa mới gặp được bọn hắn bị Thiên Diệp Vương đuổi giết, sau đó cứu ra, còn chưa kịp hỏi thăm tính danh. Kê Nham nói, vừa rồi tình cảnh nguy cơ,
không kịp nói tỉ mỉ, hắn chỉ nhận thức Ngô sư, ba vị khác còn không quá quen thuộc. Vị này là Hồng Viễn Học Viện tân nhiệm viện trưởng Trương Huyền Trương sư, vị này là Lạc Nhược Hy Lạc sư, vị kia là Thanh Nguyên Đế Quốc Trận Pháp sư công hội hội trưởng, Hàn Tự Hàn hội trưởng. Ngô sư giới thiệu một chút. Tân nhiệm viện trưởng. Nghe được giới thiệu, hai người đồng loạt nhìn qua, lông mày đồng thời nhăn lại. Coi như bọn hắn bởi vì tình huống nguy cấp, không kịp xin tổng bộ, đi thẳng tới nơi đây, Hồng Viễn danh sư học viện cũng là một trong tứ đại học viện. Làm sao để cho một tiểu gia hỏa chỉ có tổng thánh, hơn nữa trẻ tuổi như vậy làm viện trưởng. Nói giỡn à. Tuy Trương viện trưởng trẻ tuổi, thực lực lại không giống bình thường, sở dĩ chúng ta có thể tìm tới nơi này, may mắn mà có hắn xuất thủ. Thấy biểu lộ của hai người, biết rõ bọn hắn nghĩ gì, Mộc sư vội vàng giải thích. Nói thật, tuổi của Trương Huyền thật sự là quá nhỏ, coi như ban đầu là hắn, đột nhiên nhìn thấy cũng sinh ra hoài nghi, huống chi hai vị trước mắt. Cũng đúng, có thể đi tới nơi này, làm sao sẽ đơn giản. Nghe được Ngô sư nói, hai người sửng sốt một chút, sau đó giật mình. Bọn hắn tự mình trải qua Khâu Ngô cung tàn khốc, biết rõ trong đó nguy hiểm, có thể theo lối vào, cứng rắn đi đến nơi đây, tất nhiên có thực lực vượt trội. Huống chi Ngô sư còn tự mình mở miệng. Trương dẫn Khâu viện trưởng đâu? Trương Huyền nhíu mày, nhìn lại. Không phải nói lão viện trưởng còn sống sao? Không phải nói chưa đủ ba người sao? Sao không có ở nơi đây? Trương viện trưởng. Kê Nham cùng Đàm Thanh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ảm đạm xuống. Hắn đã chết. Chết, Kê viện trưởng, vừa rồi không phải nói các ngươi chưa đủ ba người còn sống sao? Hiện tại chỉ có hai cái. Lần này nói chuyện chính là Hàn hội trưởng, rất hiển nhiên vừa rồi Kê viện trưởng mà nói, hắn cũng đã hiểu. Trước mắt tổng cộng hai cái, nếu như chỉ có hai người bọn họ, nói thẳng hai cái liền xong việc, nhưng lại nói không đến ba người, tự nhiên có nguyên nhân. Đường đường danh sư thất tinh, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nói sai ở trên loại sự tình này. Còn có một cái, đúng là Trương dẫn Khâu, hắn nói là còn sống, nhưng cùng chết không có gì khác nhau. Bất quá, không có ở nơi đây, chỉ có thể đợi đến thời gian đặc biệt, mang bọn ngươi đi gặp. Kê Nham giải thích nói. Còn sống, chết. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều không rõ ràng cho lắm, bất quá nhìn bộ dáng của đối phương, không có ý định nói tỉ mỉ, liền không tiếp tục truy vấn. Dừng lại một chút, Ngô sư nghi hoặc nhìn qua. Hai năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao biết rõ nơi đây vô cùng nguy hiểm, lại không báo cáo tổng bộ? Kỳ thật không chỉ hắn không hiểu, ngay cả Trương Huyền cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão viện trưởng ở viện trưởng lăng lưu lại mộ chôn quần áo và di vật, khẳng định biết được nơi đây nguy hiểm, không phải thực lực như hắn có thể chống chọi. Đã như vậy, nên báo cáo danh sư đường cấp bậc cao hơn mới phải, vì sao lựa chọn trầm mặc, dẫn theo nhiều danh sư của học viện tới đây như vậy, cuối cùng. Tất cả đều có đi không về. Kỳ thật không phải là không muốn báo cáo danh sư đường, mà là thời gian không cho phép. Chương 2006, không ra được 2. Kê Nham cười khổ lắc đầu. Ngô sư quen thuộc Trương viện trưởng, biết rõ hắn sùng bái nhất chính là Ngô Dương Tử tiền bối, sự tình thích nhất chính là dò xét cuộc đời cùng sự tích của đối phương. Trải qua nhiều mặt dò xét, lại để cho hắn phát hiện một ít chuyện về di tích này, hơn nữa nhận được một ít tin tức hữu dụng. Ngay thời điểm tính toán báo cáo danh sư đường, không biết vì sao tin tức truyền đến trong tai dị linh tộc, đồ vật bị lừa đi không nói, còn biết bí mật cấp độ càng sâu. Về sau, được biết di tích sắp mở, chậm trễ không được, trong đêm liền triệu tập chúng ta lại, lúc này mới đuổi theo đến. Nghe xong giải thích, Ngô sư nhíu mày. Trương dẫn Khâu có ngọc bài đưa tin cho tổng bộ, chỉ cần đưa tin, có thể báo cho tình huống, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Vì sao không làm? Đưa tin, coi như nói rõ sự tình di tích này một lần, cũng không quá 10 tức, có thể suốt đêm gọi người, cấp tốc đuổi theo. Truyền cái tin tức, không khó lắm à. Vì sao nói thời gian không cho phép? Nếu như đoán không sai, tin tức hẳn không phải truyền tới trong tai dị linh tộc, mà là bị lừa đi, mà người lừa đảo này, có phải chính là tổng bộ tới hay không? Để các ngươi đối với tổng bộ, cũng không yên tâm. Trương Huyền hơi chút suy tư, đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Nếu như không có kiêng kỵ, khẳng định đã sớm đưa tin rồi. Cái này, Trương sư quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, liếc liền nhìn ra vấn đề. Nghe được lời của hắn, Kê Nham, Đàm Thanh đồng thời há miệng, nhịn không được bội phục. Từ lời nói đơn giản, liền đoán ra những thứ này, vị Trương sư trước mắt này,
quả nhiên có năng lực phân biệt kinh người, khó trách có thể trở thành viện trưởng, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Lừa gạt đi, tổng bộ tới. Ngô sư sững sờ, sau đó siết chặt nắm đấm. Hắn cũng là người thông minh, lập tức suy nghĩ minh bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Dẫn Khâu bị một vị danh sư giả từ tổng bộ tới lừa gạt, đã có phòng bị, không hiểu rõ lắm tình huống của Thanh Nguyên Đế quốc danh sư đường, tự nhiên không dám tùy tiện đưa tin. Khả năng kế hoạch là, nếu như có thể từ trong di tích đi ra, tự mình đi tới một chuyến, kết quả. Lại có đi không về. Là ai? Ánh mắt nheo lại, Ngô sư nhìn qua. Tất cả danh sư ở tổng bộ, hắn đều biết, rốt cuộc là ai. Hiện tại chúng ta đều bị vây ở chỗ này, ai cũng ra không được, nói ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Kê Nham lắc đầu. Mọi người không ra ngoài được, nói lại có ý nghĩa gì? Đã như vậy, còn không bằng không nói, miễn sinh phiền não. Thật ra không được sao? Chẳng lẽ chúng ta một mực bị vây ở chỗ này? Hàn hội trưởng mở miệng. Ân, phong ấn phía ngoài, có vào không ra, chắc hẳn các ngươi đều đã nhìn ra, hẳn là Khâu Ngô cổ thánh tự mình bố trí. Trừ khi nhận được hắn truyền thừa, hiểu rõ phong ấn huyền bí, nếu không, không có khả năng rời đi. Đàm Thanh cười khổ lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn lại. Đúng rồi, lúc trước chúng ta cùng đám người Thiên Diệp Vương dây dưa, không cách nào thoát thân, đành phải trốn đến nơi này, các ngươi cùng nhau đi tới, có lẽ phát hiện môn hộ đi thông cổ thánh truyền thừa a. Có nhận được truyền thừa không? Cái này, nghe nói như thế, vẻ mặt đám người Ngô sư tràn đầy lúng túng. Môn hộ là tiến vào, pho tượng cổ thánh cũng thấy, thậm chí khảo hạch cũng thông qua được, nhưng cuối cùng truyền thừa lại không đạt được. Chuyện tình quỷ dị như thế, nói ra, đoán chừng đối phương cũng rất khó tin tưởng. Làm sao vậy, chẳng lẽ, các ngươi không thấy dấu vết Trương viện trưởng lưu lại? Thấy mọi người biểu lộ kỳ quái, Kê Nham nhịn không được hỏi. Cái dấu hiệu kia rõ ràng như thế, có lẽ có thể đơn giản phát hiện a. Quả nhiên là các ngươi lưu lại, các ngươi đã biết rõ trong môn hộ có truyền thừa, vì sao không vào xem? Lần này đến phiên Hàn hội trưởng kỳ quái. Là bọn hắn lưu lại, tự nhiên tương đương với mở ra môn hộ, xác định phương vị, đã như vậy, vì sao không đi vào? Thật muốn đi vào, cổ thánh xuất thủ, như vậy Thiên Diệp Vương chưa hẳn có thể sống đến bây giờ rồi. Lúc ấy chúng ta tới trước môn hộ, hơn nữa kích hoạt mở ra. Thế nhưng mà vừa xác nhận vị trí, còn không có đi vào dò xét, Thiên Diệp Vương liền đuổi theo. Cổ thánh truyền thừa, liên lụy quá lớn, vạn nhất thật bị đối phương đạt được, vô cùng có khả năng để cho toàn bộ nhân tộc bị tai họa. Chúng ta không dám đánh bạc, vì vậy, viện trưởng ở trên mặt đất lặng lẽ lưu lại dấu vết, chạy đến bên này. Thiên Diệp Vương trời sinh tính đa nghi, lại chứng kiến chín môn hộ, liền không dám tiến vào dò xét, tiếp tục đuổi theo. Cuối cùng tất cả đều đến nơi này. Kê Nham nói tình huống lúc đó một lần. Tuy hắn nói hời hợt, nhưng mà, đám người Trương Huyền có thể phỏng đoán ra tàn khốc. Đám người mộ nhân hư chết ở địa phương cách chín môn hộ không xa, thi thể cũng không có người thu hồi, đủ thấy tình huống lúc đó nguy hiểm. Sau khi đi vào nơi đây, mọi người bị nhốt, lại tiến hành nhiều lần chém giết, tuy dị linh tộc chỉ còn lại Thiên Diệp Vương, danh sư chúng ta đến đây, cũng chết không sai biệt lắm. May mắn nơi đây địa hình phức tạp, mới có thể kéo dài hơi tàn, nếu không, khẳng định đã sớm toàn quân bị diệt rồi. Kê Nham thở dài. Thì ra là thế. Mọi người gật đầu. Thiên Diệp Vương cường đại, bọn hắn tự mình nhận thức qua, ngay cả Ngô sư cùng Hàn hội trưởng liên thủ cũng chống chọi không được, ngay lúc đó mọi người mới chỉ có thánh vực nhất trọng đỉnh phong, tự nhiên càng không có biện pháp. Có thể sống đến bây giờ, có thể nói đã rất không dễ dàng. Đúng rồi. Các ngươi vẫn chưa trả lời chúng ta, đến cùng có được Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa hay không? Giải thích xong, Kê Nham lần nữa nhìn lại, cái này liên lụy đến bọn hắn có thể rời đi hay không, trong nội tâm muốn biết rõ ràng. Cái này, Khâu Ngô cổ thánh lưu lại ý niệm, bị Trương sư đả kích tán loạn, không lưu lại truyền thừa. Nghẹn lấy nửa ngày, Ngô sư đành phải mở miệng. Chương 2007, Phong Thánh, ta có thể thử xem một. Đả kích, tán loạn. Có ý tứ gì? Kê Nham, Đàm Thanh đều sững sờ, từng cái ngẩn người. Nếu như đối phương nói, không tìm được môn hộ, không đi qua bia đá có chứa ba chữ Khâu Ngô cung, hoặc chưa đi vào trong đó, bọn hắn có thể lý giải, nhưng bị đả kích tán loạn. Như thế nào cảm giác quá thâm ảo, hoàn toàn nghe không hiểu nhỉ? Có thể phiền toái ngươi nói rõ ràng một chút hay không? Ngươi nói đi.
Thấy vẻ mặt hai người hiếu kỳ, sắc mặt Ngô sư đỏ bừng, không biết mở miệng như thế nào, đành phải quay đầu nhìn về phía Hàn hội trưởng. Hắn không phải danh sư, do hắn nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Được rồi, kỳ thật là như thế này. Cười khổ một tiếng, Hàn hội trưởng chuẩn bị từ ngữ, nói ngọn nguồn sự tình một lần. Ngươi nói, Trương sư nhìn ra trưởng pháp của cổ thánh thiếu sót, không chỉ tu luyện thành công, còn thuận tiện sửa lại. Còn muốn thu cổ thánh, làm đồ đệ. Hai đại phó viện trưởng trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa thổ huyết ngất đi. Đây là nghe chuyện cổ tích a. Trên thế giới còn có danh sư ngưu bức như vậy. Đây chính là Khâu Ngô cổ thánh. Phàm nghe qua tên, đều coi là thần cúng bái, nhìn thấy không dám nói chuyện lớn tiếng, gia hỏa này thì ngược lại. Mở miệng thu đồ đệ, ngươi là không có thu qua đồ đệ, hay lá gan mập đến cảnh giới nhất định rồi hả? Khục khục, ta chỉ là nói sự thật, không nghĩ tới Khâu Ngô cổ thánh yếu ớt như vậy, nhịn không được đả kích, ai, xem ra tâm cảnh cần ma luyện a. Thấy ánh mắt hai người nhìn tới, Trương Huyền cảm khái. Xuất hiện loại tình huống này, hắn cũng không muốn. Đây không phải là không có biện pháp sao? Yếu ớt, ma luyện. Hai người đồng thời im lặng. Một trong mấy cổ thánh nổi danh danh sư đường, tùy tùng của vạn thế chi sư. Người một vãn bối ở mấy vạn năm sau, muốn thu người ta làm đồ đệ, đối phương không có tức chết đã không tệ rồi, còn muốn đả kích như thế. Trưởng pháp người ta tự nghĩ ra, vẫn lấy làm kiêu ngạo, ngay tại chỗ sửa đổi, mấu chốt còn uy lực đại tăng. Đối phương có thể kiên trì nói dứt lời, đã rất không tệ rồi. Không có được truyền thừa, xem ra chúng ta là thật không ra được. Một lát sau, Kê Nham cười khổ lắc đầu. Tới Bảo Sơn mà tay không trở về, danh sư hố người như vậy, đến cùng làm sao lăn lộn thành học viện viện trưởng A. Bọn hắn thật có chút vì tương lai của Hồng Viễn học viện mà lo lắng. Bất quá, không được truyền thừa, liền không phá giải được không gian phong ấn, ra không được, lo lắng cũng không có tác dụng. Vốn đang chờ mong người đạt được tin tức của bọn hắn, có thể cứu bọn hắn, hiện tại xem ra. Suy nghĩ nhiều. Phong Thánh Các đến cùng là địa phương nào? Cùng Phong Thánh Đài có liên hệ gì sao? Không để ý tới thái độ của mọi người, Trương Huyền nhìn lại. Phong Thánh Các, Phong Thánh Đài, tên gần như thế, đều có quan hệ tới Khổng Sư, muốn nói không có liên hệ, hắn cũng không tin. Hai cái này hoàn toàn chính xác có liên hệ, nếu như đoán không sai. Thấy hắn hỏi thăm, Kê Nham đành phải trả lời, vừa mới mở miệng, mọi người liền cảm thấy mặt đất lắc lư kịch liệt, như động đất, tựa hồ toàn bộ kiến trúc tùy thời sẽ sụp đổ. Làm sao vậy? Đồng tử đám người Ngô sư co rụt lại. Thứ này mỗi ngày đều không có quy luật, hôm nay đã bắt đầu. Đi, ta mang bọn ngươi đi gặp Trương Dẫn Khâu, bất quá, sớm nhắc nhở một câu, chúng ta chỉ có một nén hương thời gian, nhất định phải trong đoạn thời gian này trở về, nếu không, sẽ giống như lúc trước. Khó có thể đào tẩu. Kê Nham tựa hồ đối với loại lắc lư này tập mãi thành thói quen, dừng lại một chút, cắn răng nói. Đi gặp Trương Dẫn Khâu. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, đi. Không nói thêm lời, Kê Nham đi ra ngoài, bởi vì Đàm Thanh không có tay chân, có nhiều chỗ không cách nào phi hành, hành động tương đối phiền toái, nên ở lại. Vượt qua rất nhiều trận pháp cạm bẫy ở bên ngoài gian phòng. Mọi người một đường đi lên, không lâu sau đi tới một kiến trúc mới, lúc này mới phát hiện, kiến trúc này giống như lầu các, nhưng nóc phòng lại bằng, trung tâm là một đài tròn không lớn, đang tản ra tia sáng chói mắt. Vừa rồi chấn động, đúng là đài tròn này kích phát ra. Đây là... Trương Huyền sững sờ. Thứ này cùng lúc trước ở Phong Thánh Đài, sau khi phá hư tâm đắc xuất hiện đài tròn, giống như đúc A. Lúc trước chỉ ra chỗ sai lầm trong tâm đắc của Khổng Sư, bia đá nổ tung. Đài tròn từ trong vách đá xuất hiện, đi vào phía trên, hắn cùng Lạc Nhược Hy được truyền tống đến một không gian gấp. Lúc ấy, vẫn cho rằng cái đài tròn kia, chính là chỗ Khổng Sư ngồi lúc phong thánh, chứng kiến cái này, đột nhiên phát hiện có khả năng không phải. Đúng vậy, đây là lúc trước khi Khổng Sư phong thánh, lưu lại phong thánh đài, cái phía ngoài kia, bất quá là phục chế phẩm mà thôi. Nhìn ra nghi ngờ của hắn, Kê Nham nhẹ gật đầu. Phong thánh đài chính thức. Chương 2008, Phong Thánh, ta có thể thử xem hai. Trương Huyền siết chặt nắm đấm. Đúng, thiên nhận thánh giả, không phải là người bình thường, chỗ Phong Thánh được thiên địa pháp tắc hun đúc, làm sao có thể chỉ có một chút tia sáng. Lại làm sao có thể giấu ở trên ngọn núi, không ý kỵ người khác tìm kiếm. Minh lý chi nhãn vận chuyển,
nhìn lại phong thánh đài trước mắt. Chỉ thấy một màn hào quang đặc thù dựng lên, phía trên gợn sóng lưu chuyển, làm cho người ta có cảm giác đặc thù, tựa hồ hấp thu một cái, có thể khiến tu vi tăng nhiều, khí tức thánh vực trong cơ thể càng thêm nồng đậm. Thiên địa phong thánh, dù tản mạn một tia ra năng lượng, đối với chúng ta mà nói, cũng là một khoản tài phú cực lớn, sở dĩ tốc độ tu luyện của ta nhanh, đúng là bởi vì cái này. Kê Nham nhẹ gật đầu. Mọi người đồng thời gật đầu. Đài tròn tỏa ra hào quang, chiếu lên trên người cực kỳ ấm áp, làm cho người ta có cảm giác sảng khoái, tuy mọi người vừa đến không lâu, nhưng rõ ràng cảm thấy tư duy nhanh hơn, cơ bắp toàn thân sinh động, tu luyện cái gì, đều tựa hồ làm chơi ăn thật. Ở loại địa phương này tu luyện, chỉ cần thiên phú không tính quá kém, tuyệt đối sẽ tiến bộ cực nhanh, ngắn ngủn 2 năm thăng cấp 3 đại cấp bậc, cũng là chuyện bình thường rồi. Nhìn vẻ mặt của mọi người, biết rõ bọn hắn đã hiểu được, Kê Nham không hề giải thích, đi về phía trước vài bước, chỉ một nơi cách phong thánh đài không xa. Viện trưởng ở nơi này. Mọi người sững sờ, vội vàng nhìn lại, liền chứng kiến một tượng đá dựng lên ở cách đó không xa. Là một lão giả, điêu khắc trông rất sống động, giống bức họa của Trương Dẫn Khâu như đúc. Ngô sư, ngươi đã đến rồi. Đang kỳ quái, chợt nghe trong tượng đá có thanh âm nhàn nhạt vang lên, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tượng đá lại có thể giống như Khâu Ngô cổ thánh, mở miệng nói chuyện. Trương Dẫn Khâu, sao ngươi sẽ? Trong lòng đau xót, Ngô sư nhịn không được nhìn qua. Khó trách Kê Nham nói, bọn hắn chỉ có không đến 3 người, Trương Dẫn Khâu có thể nói chuyện, có thể nhận ra hắn, đủ để nói rõ còn có ý thức, không tính tử vong. Loại bộ dạng này, cùng chết không có gì khác nhau à. Viện trưởng vì cứu chúng ta, bị Thiên Diệp Vương hủy diệt nhục thân, lúc ấy phong thánh đài vừa vặn vận chuyển, thánh quang chiếu xạ, hồn phách của hắn không có tiêu tán, bị hấp thụ vào một tảng đá, không cách nào rời đi, cũng không cách nào đào tẩu, bất quá, còn có ý thức của mình, cũng không tính triệt để tử vong. Liền biến thành bộ dáng bây giờ. Kê Nham giải thích, lúc ấy tình huống phức tạp, nhục thân của Trương Dẫn Khâu viện trưởng bị đánh nát, vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nằm mộng cũng không nghĩ đến, Khổng sư lưu lại phong thánh đài, có được ma lực lớn lao, thánh quang bao phủ xuống, hồn phách lại có thể không chết, bám vào một tảng đá còn sống. Dần ra lột vỏ thành tượng, bất quá không cách nào đào tẩu, cũng không có biện pháp di động, chỉ có thể yên tĩnh đứng ở chỗ này, nói thật. Cùng chết không có gì khác nhau. Tử Dương thú thuần phục lão viện trưởng, cũng không phải linh hồn thuần phục, mà là máu tươi khế ước, nhục thân tử vong, quan hệ chủ tớ tự nhiên liền giải trừ. Khó trách lúc trước thời điểm thư viện dò xét tên kia, cũng không biết chủ nhân là ai. Trương Huyền hiểu được. Hắn thuần phục thánh thú, linh thú, là linh hồn hiến tế, hồn phách thú sủng, hoàn toàn ở trong linh hồn của mình khống chế, mà lão viện trưởng, rõ ràng chưa làm được, chỉ sử dụng tinh huyết, ký kết khế ước. Loại khế ước này, tuy cũng có thể thuần phục thánh thú, nhưng một khi nhục thân tử vong, quan hệ chủ tớ sẽ tự động giải trừ. Lúc trước thời điểm điều tra Tử Dương thú, không biết chủ nhân là lão viện trưởng, lúc này mới gây ra ô long. Còn tưởng rằng hắn thật đã chết rồi, nguyên lai là loại tình huống này. Kỳ thật không có gì, như vậy cũng rất tốt, ít nhất coi như là còn sống. Thấy mọi người đều có chút đau thương, nhất là lão hữu Ngô sư, sắc mặt trở nên trắng bệch, tượng đá Trương Dẫn Khâu cười nói. Loại tình huống này, không phải hắn muốn, nhưng ít nhất so với hồn phi phách tán, người chết đèn tắt thì đỡ hơn một ít. Các ngươi có thể tiến đến, chắc hẳn đã thấy được ta lưu lại dấu vết, đã nhận được Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa a. An ủi mọi người một câu, Trương Dẫn Khâu nhìn qua. Chỉ cần đạt được truyền thừa, chẳng khác nào có thể chạy trốn, cũng không cần một mực bị vây ở chỗ này rồi. Tuy hắn không cách nào rời đi, nhưng hai vị phó viện trưởng Kê Nham, Đàm Thanh có thể thuận lợi đào tẩu, cũng coi như có thể bảo chứng thực lực của danh sư học viện. Không được đến truyền thừa. Thấy viện trưởng hỏi thăm, lần này không cần Ngô sư trả lời, Kê Nham nói chuyện đã xảy ra một lần. Ngươi, nghe xong giải thích, Trương Dẫn Khâu trừng to mắt, như gặp quỷ nhìn Trương Huyền, muốn nói cái gì đó, cuối cùng đành phải ngừng lại, tràn đầy bất đắc dĩ. Không có được cổ thánh truyền thừa, muốn rời khỏi, hầu như là không thể nào. Trừ khi có thể giống như Khổng sư, được thiên địa nhận thức, trực tiếp phong thánh. Phong thánh. Trương Huyền sững sờ. Ân. Trương Dẫn Khâu nói tiếp. Phong thánh các này, là phong thánh đài chính thức, còn có rất nhiều tâm đắc cùng giới thiệu thành thánh, mục đích chỉ có một. Là Khổng sư lưu cho hậu nhân, hy vọng hậu nhân cũng có thể được ông trời nhận thức.
chỉ cần có người có thể ở trên phong thánh đài đột phá, trở thành thiên nhận thánh giả, phong ấn ngăn ở bốn phía cũng sẽ biến mất. Nghe được hắn nói điều kiện có thể rời đi, đám người Ngô sư cười khổ. Đó căn bản không có khả năng hoàn thành. Đúng vậy, đúng là không có khả năng. Từ trước tới nay, cũng chỉ có Khổng sư hoàn thành qua, bởi vậy có thể thấy được độ khó, muốn làm được, làm sao có thể. Lấy đám ô hợp như bọn hắn. Vì vậy, chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến có thể đi ra ngoài, trước khi tới nơi này, liền bàn giao hậu sự, bây giờ còn có thể kéo dài hơi tàn, cũng xem như không tệ. Tê Nham nói. Kỳ thật. Thấy tất cả mọi người đều khí phách tiêu điều, Trương Huyền do dự một chút, nhìn lại nói. Phong Thánh, ta có thể thử xem. Chương 2009, hắn giết chết 91. Ngươi, nghe được hắn nói chen vào, mọi người dừng lại. Từng cái giống như nhìn kẻ đần nhìn qua. Khục khục, Ngô sư thật sự nhìn không được cắt đứt lúng túng. Trương sư, ta biết rõ thiên phú của ngươi vượt trội, ở trên tu luyện cũng có phương pháp cùng tâm đắc đặc biệt. Nhưng thiên địa phong thánh, không phải ai muốn cũng có thể được, liên lụy thật lớn, không có khả năng có người thành công. Đúng vậy, ta chuyên môn nghiên cứu qua quá trình Khổng sư phong thánh, cũng đi qua phong thánh đài, xem qua không biết bao nhiêu tư liệu. Căn cứ ta phỏng đoán, muốn phong thánh, điều kiện thứ nhất là thiên nhận danh sư. Chỉ có thiên địa nhận thức chức nghiệp của ngươi, mới có tư cách phong thánh. Tiếp theo, còn phải tu luyện công pháp đặc thù, chân khí vô cùng hùng hậu, mới có thể phá tan thiên địa chi môn. Bài trừ dơ bẩn, đạt tới thành tựu vô thượng từ xưa đến nay. Cách đó không xa, Trương Dẫn Khâu thấy ra hỏa trước mắt nói như vậy, cũng nhìn không an ủi một câu. Người có thể nhìn thấu vấn đề trong trường pháp của Khâu Ngô Cổ Thánh, nói rõ người lý giải võ kỹ sâu đậm, bằng vào thực lực tòng thánh có thể đi tới nơi này, nói rõ chiến lực cũng không tệ, nhưng chỉ bằng cái này, liền nghĩ phong thánh. Còn kém quá nhiều. Phong thánh không phải trò đùa, thánh nhân quý tộc thiên tài nhiều hay không? Chiến sư đường thiên tài nhiều hay không? Nhiều cường giả như vậy, vài vạn năm qua, cũng chưa nghe nói qua có người thành công, đủ thấy độ khó, Trương sư, ngươi có thể nếm thử, nhưng ta sớm nói cho ngươi, đừng ôm hy vọng quá lớn. Hàn hội trưởng cũng cười khổ. Mọi người không có một cái xem trọng. Cái này, được rồi. Trương Huyền muốn nói gì, nhưng lắc đầu, cuối cùng không nói ra khỏi miệng. Nói thật, tuy tu luyện phong thánh giải, nhưng có thể phong thánh hay không? Cũng không dám xác định, giống như đối phương nói, chỉ có hết sức mà thôi. Hắn vốn không phải người đường hoàng, sự tình không có nắm chắc, tốt nhất là đừng nói, miễn cho đến lúc đó làm không được, bị người nhạo báng. Ân, người có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi, phong thánh cũng không đơn giản, có thể làm được tốt nhất, làm không được, cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Kê Nham cũng nhẹ gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy bệ đá trước mắt hào quang đung đưa, hào quang dần dần yếu bớt. Thấy một màn như vậy, hắn biến sắc. Đã đến giờ, mọi người đi mau, Trương viện trưởng, ngày mai chúng ta trở lại thăm ngươi. Nói xong, vội vàng gọi mọi người, xoay người đi xuống. Mọi người thấy hắn bối rối, cũng không nhiều lời, theo sát ở phía sau đuổi theo, không lâu sau, lần nữa trở lại phòng nhỏ, lúc này Kê Nham mới nhẹ nhàng thở ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao phải gấp trở về? Ngô sư nhìn không được nói. Ta không phải đã nói, chúng ta chỉ có một nén nhang thời gian sao? Kê Nham nhìn qua. Ân. Mọi người gật đầu, trước khi đi, hoàn toàn chính xác có nói như vậy. Phong Thánh Đài, gần một năm này, mỗi ngày đều sẽ phóng thích thánh quang, chiếu rọi bốn phía, lúc này Thiên Diệp Vương chỉ có thể giấu ở chỗ xa, không dám nhúc nhích, nếu không sẽ bị thánh quang thiêu cháy, nguyên thần tổn hao nhiều. Mà danh sư chúng ta, thì có thể thừa cơ đi ra hoạt động. Bất quá chỉ có một nén nhang thời gian, một khi bỏ qua, Thiên Diệp Vương sẽ lao tới, thừa cơ giết chúng ta. Kê Nham giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách hắn chứng kiến thánh quang sắp dập tắt, sẽ lo lắng như thế, một khi chậm, Thiên Diệp Vương xuất hiện, chỉ sợ bọn hắn khó có thể đào thoát. Ta nói bị nhốt 2 năm, thực lực của các ngươi như thế nào tiến bộ lớn như vậy, mà Thiên Diệp Vương, như trước chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cùng thánh quang này có quan hệ a. Ngô sư hiểu được. Ân, danh sư hấp thu thánh quang, có thể tăng tu vi, Thiên Diệp Vương không được, vì vậy hắn tiến bộ không nhanh như chúng ta, bất quá, hắn chiếm cứ toàn bộ phong thánh các, chúng ta chỉ có thể co giúp ở nơi đây, năm đó Khổng sư vì để cho hậu nhân thuận lợi đột phá phong thánh, lưu lại không ít thứ tốt, hầu như đều bị hắn chiếm đoạt. Trong 2 năm qua, mặc dù không có đột phá,
nguyên thần cũng càng ngày càng mạnh, không phải chúng ta có thể chống chọi. Kê Nham lắc đầu. Ngươi nói, gần một năm qua, mỗi ngày đều sẽ phóng thích thánh quang. Trước kia không phóng thích sao? Trương Huyền chú ý đến điểm bất đồng, đối với phong thánh đài càng thêm hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. Ân, một năm trước phong thánh đài hết sức bình thường, tuy cũng sẽ phóng thích thánh quang, nhưng mà số lượng cực ít, không có quy luật. Đại khái từ cuối tháng 8, tháng 9 năm trước bắt đầu, đột nhiên đại phóng hào quang, giống như đang chờ đợi người nào đến, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Kê Nham suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Bọn hắn bị vây ở chỗ này, không có ngày đêm thay đổi, thời gian đã có chút tính toán không được, bất quá thân là danh sư, vẫn có thể tính toán ra phạm vi đại khái, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đợi người nào, chẳng lẽ Khổng sư còn có thể trở lại? Hàn hội trưởng cười lắc đầu. Mấy vạn năm trước Khổng sư mất tích, ngay cả 72 vị đệ tử chân truyền cũng không rõ ràng, huống chi hậu nhân. Trở về, là tuyệt đối không có khả năng. Coi như là thánh giả, cũng không có tuổi thọ vài vạn năm. Chúng ta cho rằng không có khả năng, có thể là các ngươi đến, phát động cơ quan gì đó, lúc này mới dẫn đến mỗi ngày thánh quang lóng lánh. Ngô sư gật đầu. Có khả năng. Hai người Kê Nham đồng thời gật đầu. Bọn hắn bị hạn chế bởi thực lực cùng kiến thức, rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, không nói cái khác, phong thánh đài liên tục lóe lên thánh khí từ chỗ nào mà đến. Lại vì sao có thể ngăn cản Thiên Diệp Vương, có lợi với danh sư? Được rồi, trước không nói cái này, mấy thứ này, giống như thiên địa phong thánh, cách chúng ta quá mức xa xôi. Đàm Thanh viện trưởng, chỗ này ta có một viên đoạn tục đan, ngươi thử xem có tác dụng hay không. Lắc đầu, mọi người không có xoắn xuýt những vấn đề này, Ngô sư nhìn về phía Đàm viện trưởng cách đó không xa, lấy ra một cái bình ngọc. Lúc này hai chân cùng cánh tay của Đàm viện trưởng bị chặt đứt, biến thành tàn tật. Cũng chỉ có đoạn tục đan cấp 7 trong truyền thuyết, mới có thể để cho gãy chi sinh ra. Lúc trước, Trương Huyền chuyên môn luyện chế qua loại đan dược này, cho Ngụy Như Yên phục dụng, để cho nhục thân nàng khôi phục. Đa tạ Ngô sư. Thấy có loại dược vật này, ánh mắt Đàm Thanh sáng lên, tràn đầy kích động. Chương 2010, hắn giết chết 92. Có thể làm cho gãy chi sinh trưởng, ai cũng không cách nào cự tuyệt. Vội vàng tiếp nhận bình ngọc. Bên trong chứa đựng một viên đan dược, đúng là đoạn tục đan, chỉ bất quá cấp bậc không cao, miễn cưỡng thành đan. Phục dụng đan dược, một cỗ sinh cơ khổng lồ dũng mãnh vào thân thể, Đàm Thanh viện trưởng lập tức cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, cánh tay, đùi lúc trước bị chém nứt, bắt đầu chậm chạp sinh trưởng, bất quá, còn không có triệt để giải ra, chỉ thấy sắc mặt hắn buồn bã, cười khổ lắc đầu. Tuy dược lực của đoạn tục đan kinh người, nhưng cái này cấp bậc quá thấp, hơn nữa tứ chi của ta bị Thiên Diệp Vương chém rụng. Ẩn chứa sát lục chân khí. Xem bộ dáng là không cách nào khôi phục. Tuy đoạn tục đan quý giá, sinh cơ cường đại, nhưng hắn bị thương thật sự quá nghiêm trọng, một viên căn bản không đủ để cho nó triệt để khôi phục. Cái này, ta chỉ có một quả. Ngô sư cau mày. Loại dược vật này, cực kỳ quý giá, coi như là ở Thanh Nguyên đế quốc cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn cũng là hao tốn cực lớn, mới đạt được một viên, một mực không có cam lòng sử dụng, không nghĩ tới. Đối với Đàm Thanh không có đưa đến tác dụng quá lớn. Ta luyện chế qua đoạn tục đan, nếu có đủ dược vật, hoàn toàn có thể luyện chế. Trương Huyền nói. Luyện chế, ta có chức nghiệp phụ tu là luyện đan sư, những dược vật khác có thể gom đủ, nhưng chủ dược đoạn tục thảo, ta lại không có. Ngô sư nói. Đoạn tục thảo, quá mức thưa thớt, ta cũng không có. Hàn hội trưởng lắc đầu. Trương Huyền cũng cười khổ. Đoạn tục thảo hoàn toàn chính xác không dễ tìm cho lắm, lúc trước hắn cũng chuyên môn xin Thanh Nguyên đế quốc luyện đan sư công hội, mới nhận được một cây, cuối cùng thành công luyện đan. Tuy trong khoảng thời gian này, chém giết rất nhiều vương giả dị linh tộc, đã nhận được không ít thứ tốt, nhưng loại dược liệu này lại chưa từng thấy. Kỳ thật, đoạn tục thảo, ở trong phong thánh các có. Thấy mọi người lắc đầu, Kê Nham ở một bên đột nhiên nói. Nơi này có. Mọi người sững sờ. Ân. Lúc trước ta không phải đã nói, Khổng sư vì để cho hậu nhân đột phá, lưu lại không ít bảo vật sao. Trong đó có đoạn tục thảo, lúc trước ta mạo hiểm lẻn qua chỗ đó, tận mắt nhìn thấy, chỉ bất quá, bị Thiên Diệp Vương chiếm trước rồi. Kê Nham nói, cái này, mọi người cười khổ, đổi lại địa phương khác có lẽ có thể mượn nhờ phong thánh đài phóng thích thánh quang đi lấy, nhưng bị Thiên Diệp Vương chiếm trước. Còn muốn lấy được, hầu như là không thể nào. Các ngươi nói những bảo vật này,
ở địa phương nào. Ta có thể lặng lẽ đi tới nhìn xem, vạn nhất thành công, Đàm viện trưởng liền không cần thừa nhận loại thống khổ này rồi. Trương Huyền cười cười. Ngươi, đám người Ngô sư nhíu mày. Nếu là Thiên Diệp Vương trông coi, khẳng định cực kỳ nguy hiểm, ta thấy. Vẫn là được rồi. Đúng vậy, Thiên Diệp Vương là cường giả nguyên thần cảnh, ở chỗ ở của mình, cũng giống như chúng ta, cũng bố trí đủ loại phong ấn, tùy tiện đi tới, một khi bị vây khốn, ai cũng cứu không được. Đám người Kê Nham cũng nói. Yên tâm đi, ta có biện pháp, chỉ là đi tới nhìn xem, có cơ hội sẽ cầm về, không có sẽ trở về, yên tâm đi, sẽ không phát sinh xung đột. Trương Huyền nói. Cái này. Mọi người nhìn nhau, Ngô sư còn muốn tiếp tục nói chuyện, bị Trương Huyền ngắt lời. Không cần lo lắng, coi như là gặp được Thiên Diệp Vương, bị hắn bắt lấy. Ta có biện pháp đào thoát. Được rồi. Thấy hắn tự tin như thế, Ngô sư nhẹ gật đầu. Ta đi ra ngoài trước. Không nói thêm lời, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười, đi ra gian phòng, ở bên ngoài thân ảnh lung lay vài cái, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Cái này, Ngô sư, lại để cho một mình hắn đi tìm Thiên Diệp Vương, thật sự quá lỗ mãng. Đàm Thanh nhịn không được mở miệng. Cũng không muốn người khác vì cứu hắn, mà mất đi tính mạng. Kê Nham cũng có đồng cảm, tràn đầy lo lắng. Kỳ thật ta cũng cảm thấy lỗ mãng, nhưng mà nếu như ngươi biết sự tích vị Trương viện trưởng này cùng dị linh tộc đối chiến, đoán chừng sẽ cảm thấy. Hắn thật có thể thành công. Biết rõ hắn có thể hỏi như vậy, Ngô sư cười khổ lắc đầu. Sự tích gì? Hai người nhìn qua. Các ngươi cùng Thiên Diệp Vương ở chung lâu như vậy, Thanh Điền Thập Đại Vương giả có lẽ đều nghe nói qua chứ? Ngô sư nhìn qua. Đương nhiên, nghe nói đều là cao thủ không kém Thiên Diệp Vương, từng cái cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm. Kê Nham gật đầu. Là rất đáng sợ, từng cái không kém ta, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Nhưng vị Trương viện trưởng này của chúng ta, một người. Ngô sư cười khổ. Giết chết 9 cái. Chương 2011, hi 1. Tiếng Anh, là xin chào, chứ không phải hi trong tiếng Việt a còng a còng. Giết chết 9. Ngươi không có nói đùa chứ? Kê Nham, Đàm Thanh trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy có chút phát điên. 2 năm qua, bọn hắn cùng Thiên Diệp Vương đấu trí đấu dũng, bị ép sắp điên rồi, cũng không làm gì được đối phương, ngược lại danh sư bên mình càng ngày càng ít, sắp chết hết rồi. Đối phương một cái tòng thánh, gặp 9 vị khác, toàn bộ giết chết. Thật hay giả? Không chỉ như thế, Thiên Diệp Vương phân ra một đạo ý niệm, giấu ở trong chúng ta, cũng bị hắn chỉnh thiếu chút nữa phế bỏ. Ngô sư nói tiếp. Vì vậy ta cho rằng, chỉ cần hắn cẩn thận, có lẽ không có quá nhiều nguy hiểm, thậm chí. Hắn và Thiên Diệp Vương ở chung một gian phòng, cuối cùng chết khẳng định là người sau. Cái này. Hai người Kê Nham nói không ra lời. Qua cả buổi, mới nhìn qua hỏi. Danh sư học viện, rốt cuộc chọn lựa dạng viện trưởng gì a? Lúc trước, bọn hắn vẫn cảm thấy, Trương Huyền trẻ tuổi, làm viện trưởng khẳng định không được, nhưng nghe được nhiều chuyện như vậy mới biết được. Chỉ sợ Trương dẫn khâu tới so sánh với, cũng kém cực kỳ xa. Mọi người khiếp sợ, bên kia Trương Huyền đã rời phạm vi trận pháp, đến trong đại sảnh phong thánh các. Đi tới như vậy nhất định sẽ bị phát hiện, vẫn là vu hồn a. Thân thể nhoáng một cái, tìm được một góc vắng vẻ, tinh thần khẽ động, nhục thân đi vào thiên nghĩ phong xào, vu hồn lặng lẽ bay lên. Cứ như vậy quang minh chính đại đi qua mà nói, rất dễ dàng bị phát hiện, muốn chạy trốn cũng khó khăn, chỉ là vu hồn mà nói, nguy hiểm sẽ yếu hơn không ít. Mặc dù đối phương đạt đến xuất khiếu cảnh, thần thức cường đại có thể nhẹ nhõm phát hiện hết thảy tình huống chung quanh, nhưng mà thần thức cũng không phải tùy thời thả ra, hổ cũng có thời điểm ngủ ngáy, chỉ cần hắn không phòng bị. Lăn lộn đến trước mặt, trộm vài thứ có lẽ dễ dàng. Vu hồn lặng lẽ đi về phía trước, dựa theo lúc trước Kê Nham nói, một đường bay đi, không lâu sau, một cái đại điện rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. Chung quanh đại điện, giống đám người Kê Nham ở, cũng hiện đầy đủ loại trận pháp, thấp nhất cũng đạt đến cấp 7, người bình thường lâm vào trong đó, nhất định sẽ bị mê huyễn, tìm không thấy phương vị, mà hiện tại Trương Huyền đã là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, tuy trận pháp rườm rà. Như trước khó không được ánh mắt của hắn. Dựa theo trận pháp vòng một lát, đi vào cửa đại điện, Trương Huyền lặng lẽ nhìn vào trong. Cung điện rộng lớn, tản ra linh khí nồng đậm, trong đó có vô số bảo vật như rừng, tựa như một tàng bảo khố thật lớn. Đại bộ phận đều là một ít dược liệu, đan dược,
binh khí cũng không nhiều, thậm chí không nhìn thấy. Càng nhiều nữa là thư tịch, đều là làm sao đột phá thánh vực. Xem ra lúc trước Khổng sư vì để cho hậu bối đột phá, thành công phong thánh, hao tốn không ít tâm huyết. Lại không có ở đây. Minh Lý chi nhãn vận chuyển, nhìn một vòng, lại không có phát hiện tung tích của Thiên Diệp Vương, mắt Trương Huyền sáng rực lên. Chẳng lẽ gia hỏa này không ở bên trong? Trước mặc kệ, không có ở đây tốt nhất. Vốn còn nghĩ làm sao trà trộn vào, nếu như không có ở đây, vậy không kiêng nể gì cả rồi. Khống chế không gian giới chỉ bay vào, sau đó vu hồn đi vào trong đó. Trong phòng số lượng bảo vật rất nhiều, các loại dược liệu thánh cấp cộng lại, chừng mấy trăm loại, bốn phía có trận pháp đặc biệt phong ấn, tuy thả ở đó không biết bao nhiêu năm, nhưng ở dưới linh khí thoải mái không có mất đi dược hiệu, ngược lại phẩm chất càng quý giá. Khó trách Thiên Diệp Vương này không có thu đồ vật vào không gian giới chỉ sợ mấy thứ này, rất khó phá vỡ. Chứng kiến những phong ấn này, Trương Huyền mỉm cười. Thứ này giống như phong ấn trong địa quật, đối với danh sư mà nói, có thể lấy ra, nhưng đối với dị linh tộc mà nói, sẽ rất khó làm được. Nói cách khác, tuy Thiên Diệp Vương mỗi ngày thủ ở chỗ này, đáng tiếc, rất nhiều thứ đều là thấy được sờ không được. Nếu không, cho dù có thánh quang áp chế, thực lực của hắn cũng sẽ cao hơn một mảng lớn. Muốn lấy dược liệu, nhất định phải có nhục thân cùng thân phận danh sư mới được. Triệu hoán vu hồn, giấu ở trong thiên nghĩ phong xào, nhục thân lập tức xuất hiện ở trong phòng, vu hồn trở về vị trí cũ, đứng lên. Hoạt động gân cốt thoáng cái, lúc này Trương Huyền mới nhìn sang rất nhiều linh dược cùng thư tịch trước mắt. Thư tịch hầu như đều là làm sao đột phá thánh vực, mấy thứ này, siêu tập đủ nhiều, phong thánh giải cũng có, không cần phải tiếp tục xem tiếp. Thánh vực không tâm thảo, thiên long hoa, mộc hương căn. Những dược liệu này, tuy cấp bậc không phải đặc biệt cao, nhưng đều bảo vật tuyệt hảo dùng để đột phá thánh vực, có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, vô luận linh hồn hay nhục thân, đều phát sinh lột xác kinh người. Xem một vòng, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Dược liệu nơi đây, hầu như đều có trợ giúp đột phá thánh vực, Khổng sư hẳn là nghĩ tới các loại khả năng đột phá, lúc này mới chuyên môn sưu tập nhiều dược vật như vậy. Quả nhiên có đoạn tục thảo. Rất nhanh, một cây dược liệu xuất hiện ở trong ánh mắt. Đúng là đoạn tục thảo hắn muốn tìm. Thứ này có thể đền bù sinh cơ trong cơ thể con người, phối hợp một chút dược vật, có thể khiến nhục thân người lột xác thành thánh thể càng mạnh mẽ, dùng để đột phá thánh vực tuy quá mức xa xỉ, nhưng tuyệt đối là bảo vật hiếm có. Lấy trước lại nói, thân thể nhoáng một cái, đi vào trước mặt, bàn tay lập tức cầm tới dược liệu trong phong ấn. O-O-N-G Chương 2012, Hi 2 Cùng phong ấn tiếp xúc, lập tức cảm thấy lực cản cường đại. Ngăn lại bàn tay của hắn, căn bản duỗi không vào được. Không cách nào đụng vào đoạn tục thảo, sẽ không có biện pháp thu vào không gian giới chỉ có thể đi một chuyến uổng công. Hừ, ta không tin còn không chạm được. Thấy phong ấn chỉ ngăn trở, không có lực sát thương, hừ lạnh một tiếng, cơ bắp toàn thân Trương Huyền kéo căng, lực lượng đột nhiên gia tăng. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Phong ấn như bóng da bị đè ép, dẹp càng lợi hại. Lực lượng đối kháng sẽ càng lớn. Kỳ quái. Liên tục tăng lực, chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, cũng không thể đụng được đoạn tục thảo, Trương Huyền nhăn mày lại, đang muốn rút cánh tay về, lại phát hiện, phong ấn trước mắt như dịch nhờn, một mực hút bàn tay, căn bản dẫy dụa không ra. Trận pháp thật kỳ quái. Trương Huyền dở khóc dở cười. Những trận pháp khác, ngoại trừ nguy hiểm chính là nguy hiểm, cái này thì ngược lại, bàn tay bỏ vào, mang theo co giãn. Rút về rõ ràng còn bị dính trụ, không lấy được dược liệu, còn không cách nào rời đi. Vu hồn. Nếu như chân khí, nhục thân không thể chạm đến dược liệu, Trương Huyền nhướng mày, lực lượng vu hồn lập tức khu động lên. O-O-N-G. Cỗ lực lượng này gia tăng, trận pháp như gợn nước lưu động, trở nên càng dẹp. Chân khí trong cơ thể Trương Huyền đã sớm đạt đến tổng thánh đỉnh phong, nhục thân đạt tới ngũ diệu kim thân đệ ngũ trọng viên mãn. Vu hồn trải qua lôi nguyên châu bồi dưỡng, từ lâu đột phá đến tổng thánh đỉnh phong, lực lượng ba người chồng lên, coi như là thánh vực tam trọng cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được. Trận pháp trước mắt, phát ra thanh âm két, từ hình tròn biến thành hình bầu dục, lại biến thành bộ dạng bánh rán. Đi vào. Trên đầu như bốc lên hơi nước, chân khí vận chuyển quá nhanh, tỏa ra khói trắng xì xì. Rằng qua một lát, Trương Huyền hét lớn một tiếng, bàn tay mãnh liệt dò xét về phía trước. Ngón giữa cuối cùng ở trong rằng co 2-3 phút,
đụng phải cành lá của đoạn tục thảo trong phong ấn. Vù vù, thu vào không gian giới chỉ. Dâm ao ao, dược liệu vừa tiến vào không gian giới chỉ, trận pháp lập tức phát ra một tiếng ba, biến mất. Giống như không còn dược liệu, phong ấn cũng đã mất đi giá trị, chủ động tán loạn. Xem ra tuy Khổng Sư lưu lại dược liệu, nhưng cũng tương đương lưu lại khảo nghiệm, những dược vật này, không có đủ thực lực, căn bản cầm không ra. Đoán không sai, muốn lấy ra dược vật, đoán chừng chỉ có thể là tòng thánh đỉnh phong, cấp bậc mạnh, khẳng định càng thêm khó khăn. Như vậy cũng có thể cam đoan, dược vật là vì đột phá thánh vực mà dùng, còn đồng thời có thể kiểm nghiệm hậu bối cần dược liệu, có thể có tư cách phong thánh hay không. Lau lau mồ hôi trên đầu, vẻ mặt Trương Huyền cười khổ. Không hổ là vạn thế chi sư, suy nghĩ quả nhiên chu toàn. Thực lực vượt qua, hoặc chưa đủ, đều khó có khả năng đạt được dược vật, coi như nhìn xem cũng vô dụng. Vì vậy, Thiên Diệp Vương cũng đủ bi kịch, ở chỗ này trong 2 năm, một cây dược liệu cũng không lấy được, xem ra đám người Kê Nham cũng không hiểu rõ tình hình, lúc này mới cảm thấy thực lực đối phương tiến bộ, cùng những dược vật này có quan hệ. Tuy dược liệu khác rất tốt, nhưng lấy ra quá tốn sức, hiện tại đoạn tục thảo tới tay, rời đi trước cho thỏa đáng, nếu không, Thiên Diệp Vương trở về, muốn đi cũng đi không được rồi. Phun ra một ngụm chọc khí. Tuy những dược liệu này rất tốt, nhưng nơi đây thật sự quá nguy hiểm, muốn lấy đi cũng phiền toái, một khi bị Thiên Diệp Vương ngăn chặn, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Đang định rời phòng, đột nhiên ánh mắt khẽ động, rơi vào một đồ vật kỳ quái. Là một đoàn dung dịch do 7 sắc hội tụ thành, ở trong phong ấn chậm rãi xoay tròn, tản mát ra khí tức đặc thù. Cái này, đây chẳng lẽ là thất thải địa quỳnh dịch? Hô hấp của Trương Huyền lập tức dồn dập lên, toàn thân cứng ngắc. Hắn tu luyện phong thánh giải tới tòng thánh đỉnh phong, muốn đột phá, chỉ kém một bảo vật, đó chính là thất thải địa quỳnh dịch. Bất quá, thứ này sinh trưởng ở chỗ sâu trong địa mạch, thế nhân hiếm thấy, coi như là hắn, cũng chỉ nghe qua tên, chưa bao giờ thấy qua. Trước mắt thứ này, tản mát ra hào quang 7 sắc, lại cho hắn một loại cảm giác thân cận, càng là Khổng Sư tự mình lưu lại, không cần nghĩ, nhất định là thứ này. Đã có thứ này, phong thánh lại có gì khó? Siết chặt nắm đấm, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái đã đi tới trước mặt, 5 ngón tay mở ra, lập tức cầm tới phong ấn. Vật này là nhất định phải lấy được, chỉ cần luyện hóa, phơi khốn ở tòng thánh đỉnh phong, có thể thuận lợi đột phá. Trong địa quật đạt tới tòng thánh đỉnh phong đến bây giờ, thời gian cũng đủ lâu rồi. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Kèm theo lực lượng của hắn, phong ấn lần nữa bẹp xuống, chân khí, nhục thân, hồn lực vận chuyển tới cực hạn. Chạy rất nhanh, hừ, Trương Huyền, lần sau đừng để cho ta gặp gỡ, nếu không, tuyệt đối cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đang dùng hết toàn lực lấy thất thải địa quỳnh dịch trong phong ấn, chợt nghe bên ngoài đại điện có tiếng hừ lạnh vang lên. Sau đó một thân ảnh cao lớn đi đến. Đúng là Thiên Diệp Vương. Một bên nói thầm, một bên đẩy cửa, vừa đi vào phòng, lập tức phát hiện không đúng, sau đó thấy được thanh niên ở cách đó không xa bàn tay chọc vào trong phong ấn, muốn vào vào không được, nghĩ ra ra không xong. Ngươi! Vẻ mặt nổi giận, đang muốn động thủ, chỉ thấy đối phương giơ lên một cánh tay khác chào hỏi. Hi! Chương 2013, trang bức gặp sét đánh 1. Kỳ thật, giờ phút này Trương Huyền cũng tan vỡ. Nằm mơ cũng không nghĩ đến Thiên Diệp Vương sẽ ở thời điểm này tiến đến. Hiện tại cánh tay bị nhốt ở trong phong ấn, vào không được cũng ra không được, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lúng túng a. Hi. Nghe được hắn chào hỏi, Thiên Diệp Vương cũng thoáng cái sửng sốt. Đối phương chứng kiến hắn, chẳng những không có sợ hãi đào tẩu, còn nói ra một loại ngôn ngữ kỳ quái, để cho hắn có chút phát mộng. Bất quá, thời gian nháy con mắt liền kịp phản ứng. Người bị phong ấn khốn trụ, hặc hặc, thật sự là trời cũng giúp ta. Gia hỏa này làm hại hắn bi thảm, đường đường vương giả thứ nhất của Thanh Điền nhất mạch, thể diện mất hết, vẫn muốn báo thù, vốn tưởng rằng đối phương đi tới nơi này, sẽ có đầu rút cổ, nếu không ra, mình cũng không có biện pháp bắt lấy, không nghĩ tới tự mình chạy tới. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa hết lần này tới lần khác lại xông tới. Những phong ấn này, hắn nghiên cứu trọn vẹn 2 năm, biết rõ chỉ cần đụng vào, không nắm bắt được bảo vật tới tay, là căn bản không có khả năng rút ra, bộ dáng của đối phương bây giờ, hiển nhiên là muốn lấy đồ vật, bị nhốt ở bên trong, không có biện pháp đào tẩu. Hặc hặc, nếu như tới liền lưu lại cho ta đi. Hai mắt tỏa ánh sáng, bàn tay nâng lên, muốn chộp tới.
chậm đã. Chân khí còn không có tuôn ra, chợt nghe thanh âm của thanh niên vang lên. Như thế nào, muốn xin tha, đã muộn. Biết rõ ra hỏa trước mắt này cực kỳ gian xảo, cười lạnh một tiếng, chân khí của Thiên Diệp Vương hình thành một trường ấn thật lớn, tùy thời sẽ đập xuống. Hắn là thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh sơ kỳ, thực lực kinh người, trường ấn thật muốn hạ xuống, đừng nói Trương Huyền ngăn cản không nổi, coi như là Hàn hội trưởng cùng Ngô sư chung vào một chỗ, khẳng định cũng sẽ bị đánh thành bánh thịt. Cầu xin tha thứ, nói đùa gì vậy, ta sẽ cầu xin loại người cấp thấp như ngươi tha thứ. Ngươi có biết ta là ai không? Mặt không đổi sắc, Trương Huyền nhìn qua, kèm theo khí thế cường đại. Ngươi là ai? Ngươi là Hồng Viễn danh sư học viện viện trưởng, một danh sư duy nhất đạt được tất cả mọi người nhận thức của Hồng Viễn học viện, chỉ cần nuốt ngươi, thực lực của ta tất nhiên có thể đột phá, chạy trốn khỏi địa phương quỷ quái này. Gào thét một tiếng, ánh mắt của Thiên Diệp Vương dữ tợn. Sĩ linh tộc có thể dựa vào thôn vệ danh sư tăng lên thực lực, lúc trước xương ngón tay của ngoan nhân, liền mượn nhờ hoàng giả ở Vân Vũ Sơn đánh lén chém giết danh sư, thu hoạch lực lượng của bọn hắn, từ đó sinh ra huyết nhục. Danh sư cấp bậc càng cao, thiên phú càng mạnh, sau khi thôn phệ, đối với tu vi hiệu quả lại càng lớn, Thiên Diệp Vương đã sớm muốn chém giết Trương Huyền, lúc này chui đầu vô lưới, làm sao có thể buông tha. Càn rỡ, sắc mặt trầm xuống. Trương Huyền vận chuyển thiên đạo chân khí trong cơ thể, để cho nó lột xác thành sát lục chi khí, thời gian nháy con mắt, một cỗ khí tức mênh mông lan tràn ra. Ta là... Đùng đùng. Lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy chỗ phong ấn, một dòng điện vừa thô vừa to lao qua. Chỉ nháy mắt, toàn thân đã bị điện giật đen kịt, thân thể cứng ngắc, đầu tóc cũng dựng lên. Nếu không phải nhục thân đã sớm đạt đến thánh khí, chỉ sợ lần này liền trực tiếp cúp. Ánh mắt co giật. Trương Huyền thiếu chút nữa khóc lên. Chỉ trang bức, lừa gạt Thiên Diệp Vương một chút, sẽ có lỗi lớn như vậy sao? Bị sét đánh. Lòng tràn đầy phiền muộn, cũng trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Lúc trước liền suy đoán, những bảo vật này, dị linh tộc lấy không đi, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Thiên đạo chân khí của mình biến thành sát lục chân khí, trận pháp cho rằng gặp dị linh tộc, trực tiếp điện giật. May mắn hắn phát hiện không đúng. Lập tức biến chân khí trở về, nếu không, coi như nhục thân mạnh mẽ, cũng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Không có bị Thiên Diệp Vương đánh chết, lại bởi vì trang bức, bị trận pháp đánh chết. Thật muốn như vậy, liền quá mất mặt rồi. Ngươi! Thiên Diệp Vương đang muốn động thủ, chứng kiến mặt Trương Huyền cháy khét lẹt, thoáng cái sửng sốt. Vừa rồi trên người đối phương đột nhiên tản mát ra khí tức sát lục, tuy nhỏ yếu, nhưng so với hắn còn muốn tinh thuần. Hơn nữa bị trận pháp đánh, chẳng lẽ vị trước mắt này không phải danh sư, mà là tộc nhân của hắn? Khục khục, hiện tại cần phải rõ thân phận của ta rồi chứ. Phun ra một làn khói trắng, Trương Huyền nhìn qua. Ngươi cũng là linh tộc. Thiên Diệp Vương nhíu mày, sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt chớp động. Không đúng, ngươi là danh sư, hơn nữa đã nhận được nhiều danh sư nhận thức như vậy, sao có thể là linh tộc? Ta biết. Nhất định là ngươi giết đám người Hồng Diệp Vương, sát lục chân khí trong cơ thể của bọn họ, dùng phương pháp đặc thù giữ lại, muốn mê hoặc ta, nằm mơ. Ầm ầm. Kèm theo lời của hắn, chân khí ở trên không trung lần nữa lộn xộn du tẩu, uy áp cường đại của Thiên Diệp Vương tùy thời đánh xuống. Gia hỏa này thân là cường giả xuất khiếu cảnh, rất rõ ràng không có dễ bị lừa như rất nhiều vương giả lúc trước. Sát lục chân khí, mặc dù là đặc thù của dị linh tộc, nhưng gia hỏa trước mắt này hoàn toàn có thể giết vương giả khác, dùng bí pháp đặc thù hội tụ ở trong người, ngụy trang thành tộc nhân của bọn hắn. Năm đó thì có danh sư làm như vậy, chơi đùa bọn hắn bị tổn thất nặng. Giết Hồng Diệp Vương, đây chẳng qua là thủ đoạn lừa gạt bọn hắn mà thôi, ngươi xem một chút đây là ai. Bàn tay của Trương Huyền chảo một cái, một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Gia hỏa này thân hình cao lớn, thân thể cường tráng, vừa nhìn thấy Thiên Diệp Vương lập tức cười cười. Là ta. Đúng là Hồng Diệp Vương. Ngươi không chết. Chứng kiến Hồng Diệp Vương bị nhốt ở trong trận pháp chém giết, rõ ràng còn sống, Thiên Diệp Vương có chút phát mộng. Đây là có chuyện gì? Lúc trước tàn hồn của hắn bị trọng thương, cũng không rời xa, tận mắt thấy Hồng Diệp Vương bị nhốt trong trận, chém giết ngay tại chỗ, như thế nào? Lại sống đến giờ. Chương 2014, trang bức gặp sét đánh 2. Không đúng. Sát lục chân khí trong cơ thể ngươi, không phải của Hồng Diệp Vương, hơn nữa thực lực. Cũng không thích hợp. Nghi ngờ thoáng cái, đột nhiên phát hiện một tia không đúng.
vị Hồng Diệp Vương trước mắt này, mặc dù trong cơ thể có sát lục chân khí, lại làm cho người ta có cảm giác tuyên cổ xa xăm, cùng tên kia tu luyện công pháp hoàn toàn bất đồng, hơn nữa, mấu chốt nhất là. Trên thực lực tựa hồ cũng có chênh lệch, vị trước mắt này chỉ có tòng thánh đỉnh phong, khoảng cách thánh vực còn kém một đoạn. Hồng Diệp Vương là cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh không thể thật hơn. Vì lừa gạt những danh sư kia, ta bị thương, tu vi tự nhiên yếu bớt, nếu như ngươi cảm thấy ta có vấn đề, hắn, ngươi hẳn cũng nhận thức đi. Hồng Diệp Vương nhăn mày lại, hừ một tiếng, ngay sau đó Thiên Diệp Vương thấy hoa mắt, liền chứng kiến trước mắt có thêm một người, đúng là Tử Diệp Vương mất tích từ lâu. Gặp qua Thiên Diệp Vương. Nhìn thấy hắn, Tử Diệp Vương vội vàng ôm quyền. Thiên Diệp Vương nhăn mày lại. Tử Diệp Vương này không có vấn đề chút nào, vô luận tu vi chân khí hay khí tức linh hồn, đều giống như đúc. Thoáng cái thả ra Hồng Diệp Vương cùng Tử Diệp Vương, chẳng lẽ Trương Huyền này, thật là tộc nhân của bọn hắn, mà không phải danh sư. Rõ ràng chém giết mấy đại vương giả, trên thực tế là cứu được. Không đúng, nếu như ngươi thật là người linh tộc, làm sao sẽ nói ra ta? Nghĩ đến một sự kiện, Thiên Diệp Vương lần nữa nhíu mày. Một đạo ý niệm của mình giấu ở trong cơ thể Giang Nguyên, dựa theo đạo lý, ai cũng không phát hiện được, gia hỏa này cứng rắn moi hắn ra, hơn nữa hại thảm như vậy. Nếu thật là linh tộc, sao có thể làm như vậy? Phải biết rằng hắn che giấu vô cùng sâu, coi như là phùng huân ngày đêm chung đụng cũng không phát hiện. Đây là vì lấy được nhân tộc tín nhiệm, thuận tiện đạt được địa đồ. Trương Huyền lắc đầu, trên mặt tràn đầy thành khẩn. Chỉ bất quá, hiện tại hắn bị sét đánh cháy đen. Dù biểu lộ nghiêm túc, lại làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Thuận tiện đạt được địa đồ, ngươi đã nhận được địa đồ. Thiên Diệp Vương sững sờ. Đúng vậy, ở trong tay ta. Trương Huyền nhẹ gật đầu, bàn tay lần nữa khẽ động, địa đồ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chậm rãi lơ lửng. Quả nhiên là, chứng kiến quyển gia cửu cổ xưa ẩn chứa khí tức đặc thù, cùng Khâu Ngô cung lẫn nhau hô ứng, ánh mắt của Thiên Diệp Vương sáng lên. Hắn đã nhận được bản giới thiệu di tích kia, biết rõ bộ dáng cùng khí tức của địa đồ chính thức, cái trước mắt này, không thể giả được, tuyệt đối là thật. Có thể cho ta xem một chút không? Tràn đầy kích động, vươn tay ra. Vù vù. Bàn tay run lên, Trương Huyền thu vào không gian giới chỉ, lắc đầu. Hiện tại thân phận của ta, người đã biết rõ chưa? Cái này. Thấy hắn lấy đi địa đồ, Thiên Diệp Vương sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày. Ngươi rút cuộc là ai? Nhìn cử động cùng khí tức của đối phương, hoàn toàn chính xác có thể là người linh tộc, nhưng vì sao hắn thủy chung nghĩ không ra, thanh điền nhất mạch còn ai có sát lục chân khí tinh thuần như vậy? Ta là ai, trước mắt vẫn không thể báo cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, ta là thanh điền hoàng phái tới hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trương Huyền khoát tay. Hoàng phái tới sao? Thiên Diệp Vương lại cẩn thận nhìn đối phương. Chân khí trong cơ thể thuần khiết. Tản ra khí tức danh sư nhàn nhạt, vô luận nhìn như thế nào, cũng không có bất kỳ liên quan tới linh tộc. Đúng vậy, tốt rồi, hiện tại ta muốn lấy đi đồ vật này, ngươi lui xuống trước đi, chờ ta lấy bảo vật xong, lại nói tỉ mỉ với ngươi. Thấy hắn có chút tin tưởng, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, bàn tay tiến độ nhanh hơn. Lấy bảo vật đi. Sửng sốt một chút, ánh mắt của Thiên Diệp Vương lóe lên, lạnh lùng cười cười. Muốn gạt ta, ngươi rút cuộc là ai? Lừa ngươi, Thiên Diệp Vương cớ gì nói ra lời ấy. Không nghĩ tới đối phương còn không tin, Trương Huyền đau đầu. Đổi lại mấy đại vương giả khác, khẳng định bị lừa rồi, gia hỏa này lại như thế nào cũng không tin, quả thực quá gian xảo. Coi như ta không cách nào phân biệt ngươi rút cuộc là ai, nhưng Khổng Sư lưu lại trận pháp lại có thể. Linh tộc chúng ta, nếu như có thể giấu giếm được Khổng Sư, cũng sẽ không bị động như thế. Lần nữa cười lạnh. Bàn tay của Thiên Diệp Vương tiếp tục giơ lên, chân khí trong cơ thể như sôi trào tùy thời bắn ra. Vị trước mắt này, bàn tay tiếp xúc phong ấn, bị điện giật một lần, nói rõ trong thực chất tuyệt đối không phải linh tộc, nhất định là giả mạo. Ngươi, Trương Huyền lo lắng. Thế nào, bị ta khám phá, đã như vậy, liền lưu lại cho ta. Cười lạnh một tiếng, bàn tay của Thiên Diệp Vương giơ lên đang muốn chụp đến, liền cảm thấy đầu đau đớn kịch liệt, bành một cái, đột nhiên nổ tung. Thân thể bay ngược ra, thẳng tắp đâm vào trên vách tường cách đó không xa, giống như bãi bùn nhão. Hồng Diệp Vương phủi tay, thân thể nhúc nhích, biến thành giống Trương Huyền như đúc. Ta nói rồi, một quyền đánh chết được rồi, lại nói nhảm nhiều như vậy,
thật sự là tự tìm phiền toái. Chương 2015, đây là vật gì? 1. Hồng Diệp Vương này đúng là phân thân. Vừa rồi vì mê hoặc Thiên Diệp Vương, để cho hắn trong thời gian ngắn không động thủ, tinh thần câu thông phân thân trong tổ ong, để cho hắn biến thành bộ dáng của Hồng Diệp Vương. Phân thân không có thiên đạo chân khí, không cách nào ngụy trang sát lục chân khí, tu luyện cũng là thiên đạo công pháp bản tinh giản, không có biện pháp che giấu tu vi, lúc này mới bị đối phương nhìn ra. Phân thân giống như hắn, chỉ cần nguyện ý câu thông, các loại ý tưởng ý niệm chuyển một cái, có thể hiểu rõ lẫn nhau. Dựa theo gia hỏa này nói, rong dài cái gì, một quyền đánh chết thì xong rồi. Chỉ bất quá, ở Trương Huyền xem ra, một mực không có thời cơ tốt, lại tăng thêm thực lực kém đối phương quá xa, mới bảo không nên động thủ. Bất quá, gia hỏa này cũng đủ lỗ mãng, cuối cùng vẫn xuất thủ, may mắn Thiên Diệp Vương không nghĩ tới có người dám động thủ, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, bỗng chốc bị đánh trúng đầu, kết quả. Bị một quyền miểu sát. Thấy một màn như vậy, Trương Huyền nhìn không được ngẩn ngơ. Coi như hiện tại Thiên Diệp Vương có nguyên thần cường hãn, nhục thân không tính cường đại, nhưng dù sao cũng là cường giả xuất khiếu cảnh, chân khí trong cơ thể chuyển động vô cùng dũng mãnh, không có sức chiến đấu thánh vực tứ trọng, coi như đánh lén thành công, cũng chưa chắc có thể làm tổn thương. Phân thân một quyền liền đánh nổ đầu, loại lực lượng này đã vượt qua nhục thân, chân khí, linh hồn của hắn gia tăng. Nếu như lần nữa cùng gia hỏa này đấu quyền mà nói, đoán chừng ngay cả nửa chiêu cũng nhịn không được, sẽ bị đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Cái này thực là phân thân của mình. Tốc độ tu luyện không bằng phân thân, sức chiến đấu cũng không bằng. Về sau sẽ không dám xưng mình là thiên tài rồi. Sao thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy? Nhịn không được hỏi. Lúc trước gia hỏa này cùng mình không kém nhiều, lực lượng tương đương, coi như giao thủ, cũng chẳng phân biệt được sàn sàn nhau. Như thế nào trong lúc đó trở nên sinh mãnh như vậy hả? Mình cũng tiến bộ không chậm có được hay không? Ngươi cho ta lôi nguyên châu, ta hấp thu thoáng cái, cảm thấy dùng rất tốt. Phân thân kiêu ngạo, đang muốn giải thích, chợt nghe sau lưng nổ vang kịch liệt, tựa hồ có tiếng nổi giận vang lên. Nguy rồi, Thiên Diệp Vương là cường giả xuất khiếu cảnh, nhục thân bị đánh nát, nhưng nguyên thần không có bị bất luận tổn thương gì. Nhớ tới cái gì, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Lúc này mới phản ứng tới, không khỏi hét lớn. Cường giả xuất khiếu cảnh, nguyên thần đã có thể thoát ly nhục thân, tự mình hành động, phát huy ra sức chiến đấu siêu cường, cho dù nhục thân chết, đối với thực lực chân chính ảnh hưởng cũng không lớn. Thiên Diệp Vương là cường giả xuất khiếu cảnh thật sự, coi như đầu bị đánh nát, nguyên thần cũng không có bị tổn thương. Trong miệng la lên, nhưng trên tay không ngừng, chân khí trong cơ thể phóng ra ánh sáng, trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Kinh mạch bị xé rách có chút đau nhức, tựa như sắp nổ tung. Sặc sặc, phòng ấn bắt đầu lắc lư, ngón tay đụng phải thất thải địa quỳnh dịch, nhẹ nhàng khẽ động, thu nhập không gian giới chỉ. Vù vù, cuối cùng rút bàn tay ra. Ta muốn ngươi chết. Rầm rầm, kèm theo một tiếng gào rú phẫn nộ, một nguyên thần bay tới, hai mắt đỏ ngầu, còn không có xuất thủ, liền làm cho người ta cảm giác thiên địa sụp đổ. Thật mạnh. Trái tim của Trương Huyền lập tức nguội lạnh xuống. Tuy lúc trước hắn cũng đã gặp mấy nguyên thần, nhưng so sánh với cái này, kém không phải nhỏ tí tẹo, nếu như nói lúc trước là mèo hoang hung mãnh, như vậy cái này chính là mãnh hổ cuồng bạo. Căn bản không ở một cấp bậc. Có thể tưởng tượng, một khi đối phương xuất thủ, coi như là 10 cái mình chung vào một chỗ, cũng chống chọi không được. Gia hỏa này chỉ biết gây chuyện, về sau không thể thả ra a. Không đánh nổ đầu hắn, coi như rong dài. Cũng có thể ổn định đối phương một đoạn thời gian, làm sao bây giờ? Tràn đầy sốt ruột, Trương Huyền lại chẳng quan tâm cái khác, cấp tốc phóng ra ngoài cửa, vừa đi vừa thầm mắng. Nếu phân thân không lỗ mãng, đánh vỡ đầu của đối phương tất nhiên sẽ không nguyên thần xuất khiếu, tức giận như thế rồi. Bây giờ tốt rồi, lúc này mới thoát khỏi phong ấn, đoán chừng sẽ phải rơi vào ma chảo của đối phương, khó có thể trốn chạy để khỏi chết. Phân thân, chính ngươi gây ra họa. Ngăn trở hắn cho ta. Rút cuộc chẳng quan tâm cái khác, hét lớn một tiếng, Trương Huyền nói còn chưa dứt lời, đột nhiên nhíu mày. Ai, ngươi đừng đi, ngươi dừng lại cho ta. Chỉ thấy phân thân không nói hai lời, tốc độ còn nhanh hơn hắn, thời gian nháy con mắt liền thoát ra gian phòng, chỉ lưu lại một bóng lưng. Không có nghĩ tới tên này không nói nghĩa khí như thế, chạy so với hắn còn nhanh, ra đầu Trương Huyền nổ tung, thiếu chút nữa ngay tại chỗ tức chết. Sớm biết không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy,
biết rõ một khi nguyên thần của Thiên Diệp Vương đuổi theo, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rút cuộc chẳng quan tâm cái khác, cổ tay khẽ đảo, Lôi Nguyên Châu xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hiện tại hắn mạnh nhất chính là thứ này, một khi kích hoạt, có thể phóng thích lôi đình chi hải, dù lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn làm được hầu như không có khả năng, thế nhưng chỉ có thể thử xem rồi. Lôi đình. Bàn tay cầm chặt viên châu, chân khí mãnh liệt tuôn ra, lời nói mới hô một nửa, chợt nghe rạc rạc một tiếng, viên cầu vỡ thành bột phấn. Choáng váng, thân thể Trương Huyền mềm nhũn. Vừa rồi liền kỳ quái, vì sao tên khốn kia mạnh như vậy, nguyên lai trong khoảng thời gian này, hấp thu sạch sẽ lôi đình trong Lôi Nguyên Châu, để cho món bảo vật này biến thành phế phẩm. Con mẹ nó, biết rõ dựa vào lớn nhất đã không còn, Trương Huyền khóc không ra nước mắt, nhìn xem nguyên thần của Thiên Diệp Vương xông lại, tràn đầy tuyệt vọng, đang định nhắm mắt chờ chết, liền cảm thấy một đạo gió táp xé rách làn da bắn qua. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy Thiên Diệp Vương đã vượt qua hắn, tiếp tục vọt tới trước, giống như không có thấy hắn vậy. A, à, Trương Huyền ngẩn ngơ. Chương 2016, đây là vật gì? 2. Hắn đứng ở tại chỗ, gia hỏa này khẳng định chứng kiến mình, vì sao không động thủ, ngược lại đi về phía trước. Tử Diệp Vương thu hồi thiên nghĩ phong sào, thân thể nhoáng một cái, đi vào trước mặt đại môn, lúc này mới chứng kiến phân thân đang đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía Thiên Diệp Vương, như nhìn một tên hề, ngón tay ngoắc một cái, ánh mắt mang theo khiêu khích, thanh âm vang dội. Ngươi tới, đánh ta nha. Con mắt của Trương Huyền trợn tròn. Chẳng lẽ, phân thân hấp thu xong Lôi Nguyên Châu, thực lực đã đạt đến xuất khiếu cảnh. Có thể chiến thắng Thiên Diệp Vương. Đã như vậy, hoàn toàn có thể không cần chạy trốn. Còn tưởng rằng gia hỏa này không nói nghĩa khí chạy trốn, nguyên lai là để cho đối phương đi ra đơn đấu. Xem ra thực lực của phân thân, đã đạt tới tình trạng có thể chiến thắng đối phương, không cần lo lắng như vậy rồi. Ngươi muốn chết. Thiên Diệp Vương sắp thức điên. Gào rú một tiếng, một quyền đánh tới. Phân thân cũng giơ nắm đấm lên đón. Thật tốt quá, nhìn xem đến cùng ai mạnh. Thấy phân thân dũng mãnh như vậy, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, con mắt trợn tròn, muốn xem ai lợi hại hơn. Sau đó chứng kiến nắm đấm của phân thân cách nguyên thần của đối phương còn một đoạn rất lớn, nắm đấm của Thiên Diệp Vương liền rơi vào trên đầu của hắn. Lạch cạch, đầu của phân thân bị đánh thành tấm ván. Phốc, trong mắt của Trương Huyền rơi ra hốc mắt. Thiếu chút nữa choáng luôn. Ngươi không phải rất mạnh sao? Bỗng chốc bị đánh thành cái dạng này. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy. Hắn là cố ý hấp dẫn đối phương để cho ta đào tẩu. Sửng sốt một chút, Trương Huyền hiểu được, thân thể nhoáng một cái, không dám chờ lâu, vội vàng bỏ chạy. Xem ra tuy thực lực của phân thân gia tăng lên không ít, nhưng còn không đến tình trạng đơn đấu với Thiên Diệp Vương, vừa rồi sở dĩ kiêu ngạo cùng đối phương ngạnh kháng như vậy. Là cố ý hấp dẫn Thiên Diệp Vương, tranh thủ thời gian đào tẩu cho mình. Phân thân thật cao thượng. Vừa rồi trách lầm hắn. Hốc mắt ửng đỏ, vừa chạy ra hai ba bước, chỉ thấy trên cổ treo lên một tấm hình phân thân, chạy còn nhanh hơn hắn, lần nữa không thấy tung tích, vừa đi vừa hô. Chính ngươi đối kháng đi, ta không phải đối thủ. Còn nữa, Thiên Diệp Vương ngươi đừng đuổi ta, hắn mới là Trương Huyền, ta chỉ là một phân thân a. Thân thể nhoáng một cái. Trương Huyền thổ huyết. Gặp qua lừa người, nhưng chưa thấy qua khốn nạn như vậy. Náo loạn nửa ngày, gia hỏa này không phải cao thượng, mà là muốn trang bức, kết quả thất bại. Vẻ mặt phiền muộn, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Thiên Diệp Vương của đỏ ngầu quay đầu, nhìn về phía mình. Đừng bắt ta, hắn là Trương Huyền, ta mới là phân thân. Ngươi lúc nào thấy phân thân so với bản thể chạy còn nhanh hay sao? Trương Huyền lui về phía sau mấy bước. Trước hết giết ngươi, ta lại đi giết hắn. Thiên Diệp Vương nổi giận, khuôn mặt dữ tợn, lần nữa gào thét một tiếng. Dầm ào ào. Không khí như bị xé rách, bất quá, bàn tay còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa, không có chút bối rối nào, ngược lại khóe miệng giơ lên, mang theo mỉm cười. Muốn giết ta, chờ một lát đi. Kèm theo la lên, bàn chân của thanh niên đạp mạnh mặt đất. O-O-N-G. Nổ vang một tiếng, rất nhiều trận pháp mai phục ở phía ngoài đại sảnh lập tức vận chuyển, sương mù màu trắng bao phủ nguyên thần của Thiên Diệp Vương ở bên trong. Trận pháp này, thời điểm mới tới liền nghiên cứu một lần, lúc này ở dưới sự trợ giúp của phân thân, thành công hấp dẫn đối phương đi vào trong đó, nhẹ nhàng khởi động. Trận pháp là hắn bố trí, vây không được lâu sau, cũng không có biện pháp giết chết,
đi mau. Mặc dù biết có thể kích hoạt trận pháp, vây khốn đối phương, nhưng mà nếu như muốn giết chết, lại là không thể nào, Trương Huyền vội vã lướt qua trận pháp, xông về trước đi. Ta muốn giết ngươi. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Vừa rời đi phạm vi trận pháp, còn không đến vài chục bước, chợt nghe sau lưng nổ vang kịch liệt, đại trận vây khốn Thiên Diệp Vương chia năm xẻ bảy. Những thứ này cũng chỉ là trận pháp thất tinh đỉnh phong, vây khốn đám người cây nham rất dễ dàng, muốn triệt để vây khốn Thiên Diệp Vương hết sức quen thuộc trận pháp này, lại rất khó làm được. Huống chi trận pháp cần người chủ trì mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, bây giờ thực lực của hắn còn chưa đủ để khu động trận pháp thất tinh đỉnh phong. Trốn. Biết rõ trận pháp xé rách, không trốn đi nữa, chỉ có phần bị giết, Trương Huyền nào dám lưu lại, theo sát lấy phân thân, thẳng tắp xông về phía trước. Lực lượng chấn động thật cường đại, nhất định là Thiên Diệp Vương phát hiện Trương Sư, song phương đã đánh nhau. Mọi người đang ở chỗ ẩn thân nghỉ ngơi, cảm nhận được năng lượng chấn động mãnh liệt truyền đến, đồng tử đều co rụt lại. Mau đi ra nhìn xem. Ngô Sư quát khẽ một tiếng, đi đầu xông ra ngoài. Mọi người theo sát, vừa đi ra trận pháp không bao xa, liền chứng kiến một quái vật trên cổ treo miếng bạc lao đến, mà phía sau hắn theo sát lấy một gia hỏa vẻ mặt cháy đen, đầu tóc dựng đứng. Đây là vật gì, chẳng lẽ không phải Trương Sư? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chương 2017, ta muốn phong thánh. 1. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, tất cả mọi người cho là Trương Sư bị Thiên Diệp Vương phát hiện, đã xảy ra chiến đấu. Kết quả chạy tới hai quái vật, không một cái có nhân dạng, tình huống gì đây? Phong thánh các này, không phải trừ bọn họ ra không có người khác sao? Cái này, không phải thứ gì, là... Trương Sư, Hàn hội trưởng như phát hiện cái gì, nuốt ngụm nước miếng. Ngươi nhìn quần áo, giống Trương Sư như đúc, chỉ bất quá giống như bị sét đánh qua. Đúng vậy, đúng là Trương Sư, chỉ là, cái trước là ai? Ngô Sư cũng nhận ra được, nhịn không được gật đầu, đồng thời có chút kỳ quái. Cái trước ăn mặc giống như Trương Sư, hình thể dáng người độc nhất vô nhị, chỉ bất quá, mặt dẹp thành như vậy, đổi lại những người khác đã sớm chết rồi. Sao còn có thể chạy? Hơn nữa chạy nhanh như vậy, thậm chí Trương Sư cũng có chút đuổi không kịp. Ta muốn các ngươi chết. Đang kỳ quái, chỉ thấy ở góc rẽ, một nguyên thần cao lớn bay tới, vừa đuổi theo vừa công kích, mặt đất lắc lư, bị đánh ra trưởng ấn cực lớn. Thiên Diệp Vương, hắn, nguyên thần xuất khiếu, nguy rồi, nhanh cứu người. Thấy một màn như vậy, mọi người lại chẳng quan tâm hai người này là ai, tất cả đều đồng loạt lấy binh khí ra. Dầm ào ào, ra, kèm theo Ngô Sư la lên, binh khí trong tay mọi người lập tức liên hợp chung một chỗ, tạo thành một đạo kiếm vũ huy hoàng, đâm tới Thiên Diệp Vương. Dám ngăn trở ta, các ngươi đều phải chết. Lần nữa gào thét, nguyên thần của Thiên Diệp Vương đưa tay về phía trước, ngăn kiếm vũ ở trước mặt, trở tay vỗ xuống. Đăng 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 đăng, đám người Ngô Sư liên tục lui về sau 7-8 bước, khí huyết sôi trào, từng cái sắc mặt trắng bệch. Lúc trước đối phương không có xuất khiếu, bọn hắn liền không phải đối thủ, hiện tại nổi giận, chỉ còn lại có nguyên thần, lực lượng càng mạnh hơn nữa, làm sao ngăn cản được. Bất quá, tuy không phải đối thủ, nhưng lần này tiến công, cũng chậm lại tốc độ của Thiên Diệp Vương, để cho Trương Huyền cùng phân thân thành công đi vào trước mặt mọi người. Mau vào trận pháp, biết rõ mọi người ở đây ngăn cản mà nói, gây chuyện không tốt đều bị chém giết, Trương Huyền la lên một tiếng, tiếp tục vọt tới trước. Mọi người cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, theo sát lên, đi vào trong trận pháp. Vừa tiến vào, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía phân thân cách đó không xa, tức giận đến lông mi nhảy loạn. Nếu không phải đánh không lại hắn, khẳng định đã sớm giáo huấn một trận rồi. Làm một phân thân, không đi cứu bản thể, kết quả so với bản thể chạy còn nhanh, thật sự là quá không biết xấu hổ. Ngươi về tổ ong trước, sau này sẽ tìm ngươi tính sổ. Biết rõ bây giờ không phải thời điểm xử lý nội bộ, khoát tay áo, tinh thần khẽ động, thu vào tổ ong. O-O-N-G. Vừa làm xong những thứ này, chợt nghe một tiếng nhẹ kêu, cây nham phó viện trưởng vận chuyển trận pháp, một đạo hào quang bao phủ bốn phía. Trận pháp này, là bọn hắn bố trí, chuyên môn dùng để ngăn cản Thiên Diệp Vương đánh lén cùng tiến công, sớm đã hết sức quen thuộc, trong nháy mắt có thể khởi động. Đáng giận, đáng giận. Bị trận pháp ngăn cản, Thiên Diệp Vương phẫn nộ gào thét, ngay sau đó mọi người liền cảm thấy trận pháp nổ vang kịch liệt, lực lượng cuồng bạo liên tục kéo tới,
tựa hồ tùy thời có thể bị đánh nát. Tiếp tục như vậy, trận pháp sẽ kiên trì không được bao lâu. Bị liên tục công kích mấy lần, cây nham chủ trì trận pháp sắc mặt trắng nhợt, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Trước kia tuy Thiên Diệp Vương cũng tiến công qua, lại không điên cuồng bất kể hậu quả như vậy, sớm làm như vậy mà nói, trận pháp khẳng định đã sớm phá. Nơi đây chỉ có chúng ta, trước khi Thiên Diệp Vương tìm được đường ra chính xác, chắc chắn sẽ không giết chúng ta, nếu không, một người ở đây, thật sự quá cô độc. Hiện tại khác thường như thế. Trương Sư, người đến cùng làm cái gì? Đàm Thanh lắc đầu, nhịn không được nhìn về phía thanh niên vẻ mặt cháy đen cách đó không xa. Đây rốt cuộc là làm sự tình thiên thương hại lý gì, mới có thể để cho nguyên thần của Thiên Diệp Vương xuất khiếu, bất kể sinh tử xông lại, hận không thể giết người ăn thịt. Ta, chỉ là đánh vỡ nhục thân của hắn. Trương Huyền lúng túng. Phân thân làm ra cục diện rối rắm, gia hỏa này trốn vào tổ ong thì xong rồi, mình lại phải thu thập cục diện, càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Đánh vỡ nhục thân. Ngươi giết, hắn, chỉ còn lại có nguyên thần. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Vừa rồi liền suy nghĩ, chỉ là đi lấy đoạn tục thảo, không đến mức nguyên thần xuất khiếu, liều mạng như vậy à. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, trực tiếp đánh chết thân thể của người ta. Cường giả xuất khiếu cảnh, bảo hộ nhục thân vô cùng tốt, có thể nói là mệnh căn, đi ra ngoài một lát, đánh phế thứ này. Đừng nói là vương giả dị linh tộc, coi như là nhóm người mình, thê thảm như vậy, khẳng định cũng sẽ nổi điên à. Ta cũng không có chú ý, không cẩn thận đánh. Thấy biểu lộ của mọi người giống như gặp quỷ, Trương Huyền vội vàng giải thích. Nếu hắn có thể ước thúc một chút, phân thân chắc chắn sẽ không lỗ mãng như vậy, bây giờ đã chọc đại họa. Không cẩn thận. Mọi người nghẹn đến sắc mặt đỏ lên, đều hận không thể đánh ra hỏa này một trận. Người một tòng thánh, không cẩn thận làm hỏng nhục thân của cường giả thánh vực ngũ trọng. Đã đủ nghiêu bức, còn không cẩn thận chơi đùa. Một khi cẩn thận, sợ rằng khổng sư cũng bị ngươi giày vò chết. Chương 2018, ta muốn phong thánh. 2. Trước không quản nhiều như vậy, mau mau ổn định trận pháp, nếu không, chúng ta đều chết ở chỗ này. Hít sâu vài hơi, hóa giải phiền muộn trong lồng ngực, thần sắc của Hàn hội trưởng ngưng trọng nói. Hắn là Thanh Nguyên Đế quốc trận pháp sư công hội hội trưởng, đối với trận pháp lý giải sâu đậm, biết rõ trận pháp trước mắt, tuy tạm thời có thể ngăn trở đối phương, nhưng muốn bền bỉ rất khó, nhất định phải do toàn bộ thành viên xuất động. Được. Mọi người cũng biết bây giờ không phải là thời điểm truy cứu, không nói thêm lời, đồng loạt đi vào sau lưng, nghe theo phân phó. Ngô sư, ở càn vị trông coi, lạc sư đi chấn vị. Hàn hội trưởng vội vàng phân phó. Hắn đi vào liền chuyên môn xem qua trận pháp này, biết rõ vị trí bạc nhược yếu kém ở đâu, Trương Huyền thấy hắn an bài không có sai lầm chút nào, cũng không nói thêm lời, vội vàng đi vào vị trí chỉ định đứng vững. Ầm ầm. Chân khí của mọi người tuôn ra, trận pháp quả nhiên vững chắc không ít, không còn lắc lư như lúc trước. Đáng giận. Cảm nhận được trận pháp biến hóa, Thiên Diệp Vương biết rõ coi như là hết toàn lực, trong thời gian ngắn cũng phá không được, lần nữa gào thét. Các ngươi đã làm rùa đen rút đầu, ta liền đi đánh nát tượng đá kia. Vù vù. Gào to kết thúc, mọi người cảm thấy trên thân buông lỏng, áp lực trận pháp biến mất, giống như Thiên Diệp Vương đã rời đi. Hắn muốn đi đối phó viện trưởng, làm sao bây giờ? Đi ra trận pháp, nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện Thiên Diệp Vương đã rời đi, đám người kê nham sốt ruột. Gia hỏa này nói muốn đi đánh nát tượng đá, tự nhiên chỉ chính là lão viện trưởng ở trước phong thánh đài. Hiện tại hồn phách của hắn bị khóa ở bên trong, trốn không thoát cũng ra không được, một khi bị đánh nát, liền chỉ có một con đường chết. Dù giờ phút này hắn chỉ là người thực vật, nhưng có ý thức rõ ràng. Có thể tự chủ nói chuyện, không thể trơ mắt nhìn xem đối phương bị giết a. Còn có thể làm gì? Cứu người. Ngô sư nghiến răng. Nhưng chúng ta căn bản ngăn không nổi Thiên Diệp Vương. Đàm Thanh vội vàng nói. Thiên Diệp Vương quá mạnh mẽ, bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ cũng ngăn cản không nổi, tiến lên, chẳng những không thể người cứu, gây chuyện không tốt còn sẽ toàn quân bị diệt. Vậy còn có thể làm sao? Trơ mắt nhìn đồng bạn chết ở trước mặt, lại không có bất kỳ động tác. Ta làm không được, danh sư không có người bỏ qua bằng hữu. Ngô sư siết chặt nắm đấm. Chúng ta cũng làm không được, nhưng có biện pháp nào? Đàm Thanh lắc đầu. Viện trưởng là vì cứu ta, mới sẽ như vậy, nếu như chúng ta lại vì cứu hắn lâm vào nguy cơ, hắn cho dù chết, khẳng định cũng sẽ không tha thứ chúng ta.
đi theo Trường Dẫn Khâu viện trưởng nhiều năm, biết rõ tính tình cùng bản tính của hắn. Cả đời không lập gia đình, hết thảy tinh lực đều hiến tặng cho học viện, hiến tặng cho chức nghiệp danh sư, nhóm người mình tiến lên cứu người mà nói, một khi xuất hiện tổn thương, coi như cứu được, đối phương cũng sẽ tràn đầy tự trách, hối hận. Chẳng lẽ không có biện pháp gì tốt hơn sao? Lạc Nhược Hy nhịn không được nói. Biện pháp là có, chính là lúc trước ta nói. Có người có thể ở Phong Thánh Đài đột phá. Một khi như vậy, mượn nhờ lực lượng của Phong Thánh Đài, trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện trạng thái vô địch. Tuy Thiên Diệp Vương cường đại, cũng khẳng định không phải đối thủ. Kê Nham nói. Vô địch. Trương Huyền sững sờ. Đúng vậy, hai năm qua chúng ta cũng một mực quan sát bia đá ở lầu một. Căn cứ Khổng Sư lưu lại ghi chép, một khi thành công, trời sẽ giáng thánh khí, đến lúc đó, Phong Thánh Đài đại phóng quang mang, lực lượng ẩn chứa trong đó, sẽ quán thâu toàn thân, ẩn chứa thiên địa uy nghiêm, danh sư cửu tinh cũng ngăn không nổi. Kê Nham gật đầu. Hai năm qua bị nhốt ở đây, ngoại trừ cùng Thiên Diệp Vương đấu trí so dũng khí, bọn hắn cũng một mực nghiên cứu làm sao chạy trốn, đối với Phong Thánh Đài ghi chép biết rõ rất kỹ càng. Biết muốn đi ra ngoài, chỉ có hai phương pháp, thứ nhất, đạt được Khâu Ngô cổ thánh truyền thừa. Thứ hai, ở Phong Thánh Đài phong thánh. Hiện tại thứ nhất đã không thể, cổ thánh ý niệm bị đả kích tán loạn, coi như muốn truyền thừa, cũng không thể nào làm được. Nói cách khác, muốn rời khỏi, giải trừ nguy hiểm giờ phút này, chỉ có cách thứ hai. Đó là một biện pháp, kỳ thật giống như không nói. Phong thánh, nào có dễ dàng như vậy? Ngô sư lắc đầu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh niên cách đó không xa đi lên trước. Trong mắt mang theo kiên định. Như vậy đi, các người đi tới nghĩ biện pháp ngăn chặn Thiên Diệp Vương, để cho hắn không ra tay với lão viện trưởng, ta đi Phong Thánh Đài, đột phá thánh vực, tiến hành phong thánh. Hiện tại thất thải địa quỳnh dịch đã tới tay, còn kém một bước cuối cùng là có thể đột phá. Một khi đột phá, bằng vào tích lũy của hắn, cùng lý giải phong thánh giải, 8-9 phần 10 có thể ngay tại chỗ phong thánh. Xem ra, trước mắt chỉ có loại biện pháp này cứu hồn phách của lão viện trưởng lưu lại, ngăn cản Thiên Diệp Vương rồi. Phong thánh, so với người nghĩ còn muốn khó, không phải nói phong liền phong, chuyện này tốt nhất đừng suy nghĩ. Thấy gia hỏa này lại nhắc tới việc đó, Kê Nham nhướng mày, lúc trước đã nói một lần, mọi người mới quen, không tiện quát lớn, kết quả tới lần nữa. Ngươi cho rằng phong thánh là mua cải trắng, tùy tiện ở chợ bán thức ăn cũng có thể tìm được. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hừ một tiếng, đang muốn nói tiếp, liền cảm thấy thanh niên trước mắt thân thể nhoáng một cái, một cỗ khí tức đặc thù tuôn ra. Ầm ầm. Cỗ khí tức này, để cho toàn thân hắn tản mát ra hào quang ôn nhuận, phụ trợ tựa như thần linh. Đây là, thiên nhận danh sư. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Kê Nham kinh ngạc, đồng tử co rụt lại, thân thể cứng ngắc. Chương 2019, trao đổi 1. Lúc trước hắn nói qua, trở thành thiên nhận thánh giả mấu chốt là trước trở thành thiên nhận danh sư. Mà thiên nhận danh sư, ở toàn bộ đại lục, ngoại trừ Khổng Sư, chưa nghe nói qua ai thành công. Vốn tưởng rằng, chạy khỏi nơi này đã là nhiệm vụ không thể hoàn thành, chứng kiến đối phương tỏa ra lực lượng, liền triệt để bối rối. Vị trương sư này, không ngờ là thiên nhận danh sư. Không chỉ hắn, ngoại trừ Lạc Nhược Hy, còn dư lại mấy người cũng đều trợn mắt há hốc mồm, giống như gặp quỷ. Mặc dù bọn hắn biết vị trương sư này thiên phú vô song, năng lực lĩnh ngộ rất mạnh, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, không ngờ là một vị thiên nhận danh sư. Khó trách có thể nói đến Khâu Ngô cổ thánh xấu hổ biến mất. Cái thân phận này, so với Khổng Sư cũng không kém chút nào. Ta có tư cách phong thánh chưa? Thu lại khí tức trên thân, Trương Huyền nhìn về phía Kê Nham. Đương nhiên, bờ môi của Kê Nham run rẩy, đâu còn dám phản bác nửa câu. Thiên nhận danh sư, nếu như không thể phong thánh, những người khác chỉ sợ đừng suy nghĩ. Vậy động tác nhanh chút đi, nếu không một khi lão viện trưởng gặp chuyện không may, hối hận cũng không kịp. Thấy mọi người tin tưởng năng lực của hắn, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Mọi người không tin hắn có thể phong thánh, một mực ở nơi đây rong dài, lão viện trưởng đoán chừng cũng không cần cứu, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể triển lộ thân phận, để cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời. Khoan hãy nói, một khi phong thánh, thân phận thiên nhận danh sư tất nhiên sẽ bại lộ, chờ một lát nữa biết được, còn không bằng hiện tại, càng đủ lực rung động. Nhìn bộ dạng của mọi người, hiệu quả cũng không tệ lắm. Vậy nhanh lên đi, nếu không lão viện trưởng hồn phi phách tán,
chúng ta ai cũng khó tránh tội trạng. Trương Huyền gật đầu. Tốt, mọi người đồng loạt bay đi. Lúc này trên phong thánh đài, không có phóng thích thánh quang, Thiên Diệp Vương không sợ hãi chút nào, hoàn toàn có thể tới tìm lão viện trưởng phiền toái, nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được. Ầm ầm, vừa tới mái nhà, liền chứng kiến nguyên thần của Thiên Diệp Vương đang nắm tàn hồn của lão viện trưởng, tượng đá chứa đựng người sau đã bể thành bột phấn. Không được qua đây, ta đã là người chết, không cần phải vì ta hy sinh vô vị. Chứng kiến mọi người xuất hiện, lão viện trưởng sốt ruột lên tiếng hô to. Tuy hắn không có tu luyện qua vu hồn chi thuật, nhưng linh hồn bị thánh quang bồi dưỡng thời gian dài như vậy, sớm đã giống như thực chất, coi như tượng đá vỡ nát, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tán loạn. Câm miệng, ngón tay điểm một chút, lão viện trưởng lập tức ngừng lại, ánh mắt của Thiên Diệp Vương băng lãnh, nhìn về phía mọi người. Ta còn cho rằng danh sư đều là thế hệ nhát gan sợ chết, không dám tới nữa chứ. Thả viện trưởng ra, đường đường Thiên Diệp Vương, cường giả xuất khiếu cảnh, đối phó một tàn hồn, có phải quá mất thân phận hay không? Chứng kiến Trương Dẫn Khâu ở trong tay đối phương, sinh tử không do mình, Đàm Thanh nghiến răng. Thân phận, nếu như không phải cố kỵ thân phận, người cảm thấy ta có khả năng lưu ra hỏa này lại đến bây giờ. Bộ mặt của Thiên Diệp Vương dữ tợn. Trương Dẫn Khâu ở trong tượng đá, không cách nào đào tẩu, cũng không có biện pháp di động. Nơi này thời điểm không có thánh quang, hắn hoàn toàn có thể đánh chết, một mực không có làm như vậy, một là cố kỵ thân phận, thứ hai, giống như đám người kê nham đoán, tất cả danh sư đều chết mà nói, nơi đây chỉ còn lại có hắn, sẽ càng thêm cô độc. Dù sao gia hỏa này không có uy hiếp, còn sống sẽ chỉ thống khổ hơn. Người muốn thế nào, mới có thể thả lão viện trưởng? Thấy gia hỏa này một mực không có động thủ, rõ ràng cho thấy muốn bàn điều kiện, Trương Huyền nhíu mày nhìn lại. Rất đơn giản, giao tên đánh ta kia, còn có địa đồ ra đây, ta thả hắn, nếu không thì trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt các ngươi hồn phi phách tán đi. Vừa nhắc tới tiểu tử đánh hắn, Thiên Diệp Vương liền nghiến răng nghiến lợi. Tung hoành nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên bị người đánh trộm, mấu chốt nhất là, còn bị đánh nổ đầu, nhục thân triệt để phế đi. Ngẫm lại cũng cảm thấy sắp bạo tạc nổ tung. Người đánh ngươi. Trương Huyền chớp mắt. Còn tưởng rằng đối phương sẽ hận mình thấu xương, không nghĩ tới vẫn muốn giết phân thân. Cũng khó trách, phân thân một quyền đánh vỡ, cừu hận này có chút lớn. Loại đại boss này, tự nhiên chỉ muốn công kích cừu hận lớn. Đúng vậy, giao hắn cùng địa đồ ra đây, ta thả Trương Dẫn Khâu này. Thiên Diệp Vương gật đầu. Tốt, có thể đưa bọn chúng cho ngươi, bất quá. Ngươi phải thể với linh thần, không chỉ không giết lão viện trưởng, còn không thể trong thời gian ngắn động thủ với chúng ta. Trương Huyền nói, nếu không, chúng ta vừa cứu lão viện trưởng, ngươi liền ra tay giết người, chúng ta trao đổi liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Đã có thất thải địa quỳnh dịch, đột phá dùng không được bao lâu, cho đối phương đồ vật cũng không sao cả, chỉ cần trong thời gian ngắn ra hỏa này không động thủ, là hắn có thể thành công phong thánh, chém giết đối phương. Ngươi biết linh thần. Thiên Diệp Vương sửng sốt một chút. Đối với linh thần thề, là sự tình linh tộc bọn hắn kiêng kỵ nhất, một khi tiến hành, tuyệt không dám vi phạm, nếu không, hồn phách tất nhiên sẽ bị linh thần câu đi, không có khả năng phục sinh. Như thế nào, không dám, ngươi không đáp ứng, cùng lắm thì đồng quy vu tận, địa đồ ngươi cũng đừng muốn, chúng ta gạch ngói cùng tan, dù sao tất cả mọi người ra không được, chết ở chỗ này cũng không coi vào đâu. Thấy hắn chần chờ, Trương Huyền nói. Tốt. Ta đáp ứng. Không có cân nhắc bao lâu, ánh mắt của Thiên Diệp Vương lóe lên, nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Cổ tay khẽ đảo, trước mắt Trương Huyền nhiều ra một cái tế đàn của dị linh tộc, đúng là từ trong tay Ngọc Diệp Vương lấy được. Xem ra ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Rất tốt, hiện tại ta liền tế tự linh thần. Thấy ra hỏa này không chỉ biết linh thần, ngay cả tế đàn cũng có, Thiên Diệp Vương biết lừa không được đối phương, cười lạnh nói. Ầm ầm. Trên tế đàn nhiều ra vô số bảo vật, kèm theo mà nói tối nghĩa của hắn vang lên, vật phẩm lập tức bốc cháy. Chương 2020, trao đổi 2. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Bầu trời trên đầu, lập tức trở nên đen kịt, như nhiều hơn một môn hộ thật lớn. Thân thể mọi người cứng ngắc. Trong môn hộ tỏa ra khí tức thật sự quá cường đại, tu vi như bọn hắn, tựa hồ đơn giản sẽ bị nghiền thành bột phấn. Trong lòng Trương Huyền cũng rung động lắc lư. Mặc dù đã gặp dị linh tộc tế tự, nhưng chỉ là điều tra thân phận thiên nhận danh sư, không có xuất hiện qua môn hộ này, không nghĩ tới đáng sợ như thế,
Vù vù. Môn hộ từ từ mở ra, một bóng lưng xuất hiện ở trước mắt. Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng làm cho người ta có cảm giác linh hồn nghiền nát, giống như chân thân xuống mà nói, không chỉ bọn hắn không chịu nổi, toàn bộ danh sư đại lục cũng trong nháy mắt sụp đổ. Cái bóng lưng này, ở đâu gặp qua nhỉ? Nhìn bóng lưng trên không trung, dù một mảnh đen kịt, thấy không rõ lắm, nhưng Trương Huyền có minh lý chi nhãn, thật giống như đã gặp ở nơi nào. Bất quá, chưa kịp để cho hắn suy nghĩ, cách đó không xa Thiên Diệp Vương chứng kiến bóng lưng xuất hiện, lộ ra vẻ thận trọng, thanh âm vang lên. Ta Thiên Diệp Vương hướng linh thần thề, chỉ cần đạt được hung thủ làm tổn thương ta cùng địa đồ, liền lập tức thả Trương Dẫn Khâu, trong thời gian ngắn không tổn thương bọn hắn mảy may, nếu làm trái lời thề này, hồn phi phách tán, nguyện ý để cho linh thần lấy đi tính mạng. Dâm ào ào. Thanh âm kết thúc, trong môn hộ có một đạo hào quang thẳng tắp bắn tới, rơi xuống trên đầu hắn, đi vào trong đầu. Tựa hồ là linh thần đồng ý yêu cầu của hắn. Vù vù. Làm xong những thứ này, môn hộ chậm rãi tiêu tán, sắc mặt của Thiên Diệp Vương thoạt nhìn có chút trắng bệch, lần nữa nhìn lại Trương Huyền. Thế nào, ta đã lập lời thề, người hẳn tin tưởng a? Ân. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền đang muốn lấy ra phân thân cùng địa đồ, chợt nghe Ngô Sư truyền âm ở bên tai. Thiên Diệp Vương đáp ứng quá nhanh, thậm chí đối với linh thần thề cũng nguyện ý. Có thể có lừa dối hay không? Khẳng định có lừa dối. Trương Huyền gật đầu. Lấy thực lực của đối phương, kỳ thật là chiếm ưu thế, nhưng lại không chút do dự đáp ứng, muốn nói không có lừa dối, hắn cũng không tin. Vậy, Ngô Sư nhíu mày. Lão viện trưởng ở trong tay hắn, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Hắn có lừa dối chúng ta cũng có át chủ bài, chỉ cần có thể kéo một đoạn thời gian, ta phong thánh thành công, có thể giết chết hắn, hóa giải nguy cơ. Trương Huyền truyền âm. Hiện tại bọn hắn ở vào hoàn cảnh xấu, có thể để đối phương đáp ứng điều kiện cũng không tệ rồi, cho dù có lừa dối, cũng không có biện pháp tốt hơn. Cái này, Ngô Sư nói không ra lời. Đối phương nói không sai, hiện tại bọn hắn chỉ có con đường này, không có những biện pháp khác. Cường giả xuất khiếu cảnh, thật muốn động thủ, coi như bọn hắn chung vào một chỗ, cũng ngăn cản không nổi. Tên kia đâu, địa đồ đâu? Thiên Diệp Vương nói. Ở đây. Không có quá nhiều chần chờ, bàn tay của Trương Huyền khẽ đảo, phân thân xuất hiện ở trước mắt. Họa là gia hỏa này gây ra, đương nhiên để cho hắn chịu trách nhiệm. Dù sao phân thân là cửu thiên liên thai luyện chế thành, đánh thành bánh thịt cũng sẽ không tử vong, coi như bắt lấy đối phương, muốn đánh chết, khẳng định cũng làm không được. Lúc này mặt của phân thân đã triệt để khôi phục, vì phòng ngừa mọi người quá mức khiếp sợ, ở trong tổ ong đã cải biến dung mạo, ngụy trang thành bộ dáng Tôn Cường. Hắn chưa thấy qua mấy người, ngụy trang thành Tôn Cường quen thuộc nhất, cũng dễ dàng nhất. Hắn là người vừa rồi động thủ với ta kia. Chứng kiến bàn tử kia xuất hiện, Thiên Diệp Vương nhíu mày. Đúng vậy, hắn biết ngụy trang, Hồng Diệp Vương kia cũng là hắn. Trương Huyền gật đầu. Rất tốt. Trong mắt mang theo phẫn nộ cùng sát ý, Thiên Diệp Vương nhẹ gật đầu, bàn tay lăng không chảo một cái, phân thân đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao trùm, thẳng tắp bay đi. Địa đồ đâu? Bắt được phân thân tới bên người, Thiên Diệp Vương cũng không sốt ruột động thủ, mà lần nữa nhìn lại. Ở đây, Trương Huyền xòe bàn tay ra, một quyển gia cừu cổ xưa xuất hiện ở lòng bàn tay, chậm rãi lơ lửng, tản mát ra khí tức tuyên cổ. Thứ này, với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn. Hóa thành một cầu vồng, để cho mình thông qua thiên cung, mặt khác không có hiệu quả, đối phương muốn, cho cũng không coi vào đâu. Lấy tới. Trong mắt Thiên Diệp Vương có lửa nóng lóe lên, vội vàng vươn bàn tay ra. Được. Ngón tay búng một chút, địa đồ chậm rãi bay về phía đối phương. Ô ô ô. Chứng kiến địa đồ, hơn nữa còn cho đối phương, linh hồn của Trương Dẫn Khâu bị phong cấm vẻ mặt tràn đầy sốt ruột, muốn nói cái gì đó, lại không phát ra được. Cái này cho ngươi. Bàn tay của Thiên Diệp Vương đẩy ra, Trương Dẫn Khâu bay về phía mọi người. Đám người Trương Huyền vội vàng tiếp được hồn phách của lão viện trưởng, Ngô Sư tiến lên cởi bỏ phong trên người hắn ấn. Địa đồ quan hệ lấy toàn bộ di tích, không thể cho hắn. Vừa cởi bỏ phong ấn, chợt nghe Trương Dẫn Khâu lão viện trưởng sốt ruột la lên. Hặc hặc, đã muộn. Thiên Diệp Vương lăng không bóp địa đồ ở trong lòng bàn tay, hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn lên tiếng. Làm cho cả phong thánh các run rẩy. Chương 2021, người ngăn cản ta xem một. Ầm ầm. Đứng ở trên không trung,
bàn tay của Thiên Diệp Vương nhẹ nhàng vẽ một cái, địa đồ từ từ mở ra, phong thánh các đung đưa kịch liệt, thậm chí toàn bộ Khâu Ngô cung cũng rung động lắc lư. Một đạo lực lượng hùng vĩ từ dưới đất tuôn ra, giống như có đồ vật gì đó muốn chui ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Cỗ khí tức này, thật sự quá mạnh mẽ, nếu như nói lúc trước Thiên Diệp Vương khiến cho mọi người khó có thể đối kháng, ở trước mặt cỗ khí tức này, cái gì cũng không tính. Đây là, khí tức địa quật phong ấn. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Hắn đã từng thấy qua, đúng là trong địa quật, phong ấn mang đến loại cảm giác này. Cường đại rộng lớn, làm cho người ta cảm giác khó có thể chống chọi. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Kèm theo khí tức càng ngày càng đậm, một viên cầu thật lớn, như nhận lấy địa đồ triệu hoán, chậm rãi từ dưới đất chui ra. Như là thủy tinh, toàn thân trong suốt, nhìn không ra là tài liệu gì chế tạo, nhưng làm cho người ta cảm giác khó có thể chống chọi, tựa hồ sức nặng to lớn có thể nghiền ép tất cả mọi người. Trương Dẫn Khâu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến cục diện trước mắt, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, Ngô Sư nhịn không được hỏi. Là địa đồ. Hàm răng của Trương Dẫn Khâu cắn chặt, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Địa đồ, cái địa đồ này, không phải không có tác dụng quá lớn sao? Đám người Ngô Sư nhìn tới. Địa đồ ở trong tay Trương Sư, bọn hắn cũng nhìn được, chỉ là hóa thành cầu vồng, để cho mọi người lướt qua thiên cung, đi vào Khâu Ngô cung chính thức, tác dụng cụ thể, tựa hồ không nhiều lắm a. Vô dụng. Trương Dẫn Khâu lắc đầu. Tác dụng quá lớn, chỉ là các ngươi không biết mà thôi, cái địa đồ này kỳ thật là chìa khóa của Khâu Ngô cung. Bên trong có cổ thần ngữ cùng trận pháp không gian đặc thù, bố trí phong ấn cực lớn, một khi cùng viên cầu này dung hợp, sẽ thu nhập toàn bộ Khâu Ngô cung vào trong đó. Thu nhập vào trong đó. Mọi người giật nảy mình. Các ngươi một đường đi đến, hẳn là đã biết rõ, Khâu Ngô cung kỳ thật là một không gian gấp, bề ngoài chiếm diện tích cũng không lớn. Viên cầu này đúng là lực lượng duy trì không gian ổn định. Địa đồ làm chìa khóa, chỉ cần dung hợp, sẽ giống như thiên cung, biến thành một bức họa, bị thu nạp ở trong đó. Đến lúc đó, cổ thánh bảo tàng bị gia hỏa này đạt được toàn bộ không nói, chúng ta cũng khó có thể đào tẩu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Dẫn Khâu sốt ruột. Cái này, mọi người chấn động toàn thân. Lúc trước ở thiên cung, bị Hồng Diệp Phương tùy ý trêu cợt. Chính là bởi vì đối phương ở bên ngoài bức tranh, mà nhóm người mình ở trong bức tranh. Nếu lão viện trưởng nói là thật, đối phương thành công, toàn bộ di tích đều rơi vào trong tay Thiên Diệp Vương, phiền toái liền lớn. Năm đó cổ thánh lưu lại truyền thừa, chỉ truyền danh sư, nhưng lưu lại địa đồ tặng người hữu duyên. Chỉ cần người đạt được địa đồ, cùng cung điện dung hợp, chẳng khác nào nắm toàn bộ không gian gấp trong tay, coi như không chiếm được truyền thừa, dùng cái này cân nhắc phong ấn kết cấu, cũng cực kỳ đơn giản. Đến lúc đó, dị linh tộc phái binh đến đây, nhân loại sẽ lâm vào huyết chiến. Nguyên nhân chính là biết rõ chuyện này, hoài nghi hắn đã nhận được địa đồ, ta mới vội vàng chạy đến ngăn cản. Trương Dẫn Khâu giải thích rất nhanh. Nghe thế, mọi người giờ mới hiểu được. Lúc trước Trương Huyền liền suy nghĩ, nếu như dị linh tộc không chiếm được cổ thánh truyền thừa, vì sao đám người lão viện trưởng phải dốc sức liều mạng tới, không tiếc cùng đối phương đồng quy vu tận, nguyên lai. Căn do ở đây. Hắn cho rằng đối phương đã nắm giữ địa đồ, hoặc đã nhận được phương pháp luyện hóa toàn bộ Khâu Ngô cung. Thậm chí, hoàn toàn chính xác đã nắm giữ, chỉ kém địa đồ mà thôi. Làm sao bây giờ? Biết rõ thời gian không đợi người, một khi để đối phương thành công, không chỉ bọn hắn phải chết, toàn bộ nhân tộc cũng gặp phải tai họa thật lớn, Ngô Sư có chút lo lắng nhìn qua. Chỉ có một biện pháp, ngăn cản địa đồ cùng thủy tinh dung hợp. Trương Dẫn Khâu nghiến răng. Tốt. Sắc mặt mọi người đều ngưng tụ. Chỉ cần địa đồ cùng thủy tinh không dung hợp, liền không cách nào khống chế toàn bộ Khâu Ngô cung, bọn hắn coi như là an toàn, không đến mức rơi vào bị động. Trương Sư, người đi đột phá, bên này, liền giao cho chúng ta. Ngô Sư nhẹ gật đầu. Được. Trương Huyền đáp một tiếng. Hắn biết rõ lúc này, bằng vào thực lực của hắn, đi ngăn cản Thiên Diệp Vương là không có bất kỳ tác dụng, khó có thể thành công. Còn không bằng hiện tại đột phá, hóa giải nguy cơ. Đột phá, ngươi chỉ là tòng thánh, coi như đột phá, cũng không có tác dụng. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như thế, gia hỏa tòng thánh này rõ ràng còn muốn đột phá, Trương Dẫn Khâu nhìn không được nhìn qua. Yên tâm đi, Trương Sư, hắn không phải đột phá bình thường, nhất định hữu dụng. Nhẹ nhàng cười cười,
hít sâu một hơi, hai mắt Ngô Sư ngưng trọng, đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo sao băng, đâm tới Thiên Diệp Vương. Ầm, lực lượng quá mức cường đại, toàn bộ không gian tựa hồ không chịu nổi, vì vậy đều nứt toác. Biết không phải đối thủ, Ngô Sư vừa ra tay liền dùng bí pháp, phát huy thực lực vượt qua bản thân. Đợi ta một chút. Hàn hội trưởng cũng không ngừng nghỉ, thả người nhảy lên, theo chặt ở phía sau. Hai cường giả thánh vực tứ trọng, lập tức cùng Thiên Diệp Vương giao chiến với nhau. Đổi lại vừa rồi, bằng vào thực lực của Thiên Diệp Vương, một tát liền chụp chết hai người, nhưng lúc này hắn muốn khu động địa đồ cùng thủy tinh dung hợp, thực lực toàn thân không thể hoàn toàn triển khai, lại có thể trong lúc nhất thời giằng co nhau. Không phải đột phá bình thường. Chương 2022, ngươi ngăn cản ta xem hai. Biết rõ hắn bây giờ đi lên chỉ mang đến phiền toái cho người, nên không đi theo, Trương Dẫn không nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Một tòng thánh mà thôi, đến cùng đột phá gì, có thể khiến hai đại thánh vực tứ trọng yên tâm như thế. Cái nghi hoặc này không có kéo dài quá lâu, liền chứng kiến Trương Huyền đi tới phong thánh đài. Bốn phía phong thánh đài có phong ấn bao phủ, đổi lại những người khác, tới gần cũng khó khăn, nhưng chẳng biết tại sao. Cái phong ấn này chứng kiến Trương Sư như thấy được thân nhân, chủ động mở ra, không chần chờ chút nào. Phong ấn phá vỡ, chẳng lẽ là, Thiên Nhận Danh Sư. Đồng tử co rụt lại, Trương Dẫn Khâu nghĩ đến một sự kiện. Muốn nói lý giải với Khâu Ngô Cung này, tất cả mọi người ở đây đều không thể sánh bằng hắn. Cái phong ấn này, ai cũng không cách nào tiếp cận, xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, vị trước mắt phù hợp yêu cầu phong thánh. Nói cách khác, hắn là một vị Thiên Nhận Danh Sư. Ầm ầm, đang khiếp sợ, chỉ thấy Trương Huyền ngồi xuống ở trên phong thánh đài, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay nhiều ra một đoàn linh dịch bảy màu, chậm rãi lơ lửng, tản mát ra khí tức kinh người. Thất thải địa quỳnh dịch. Hắn nhận ra được thứ này. Tuy loại linh dịch này số lượng thưa thớt, nhưng bộ dáng cực kỳ đặc biệt, chỉ cần nghe qua tên, cơ bản đều có thể nhận ra. Trương Huyền ngồi ở trên phong thánh đài, một tay nâng linh dịch, bàn tay kia nhẹ nhàng điểm, trong chất lỏng tỏ khắp lực lượng bảy màu, lốm đa lốm đốm rơi vào huyệt đạo toàn thân hắn. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Một tiếng minh hưởng, khí tức cả người hắn nhanh chóng tăng lên, thời gian nháy con mắt liền phá tan tòng thánh đỉnh phong, vọt tới cấp bậc cao hơn. Cái này thật chỉ là đột phá thánh vực. Nuốt ngụm nước miếng, Trương Dẫn Khâu mở to hai mắt nhìn. Mặc dù Trương Sư chỉ từ tòng thánh đột phá đến thánh vực nhất trọng, nhưng trên thân tỏa ra khí tức lại thâm trầm như biển, sâu không lường được, làm cho người ta cảm giác khó có thể cân nhắc, hắn thấy tận mắt qua thánh vực nhị trọng đột phá đến tam trọng. Nhưng so với gia hỏa trước mắt, như trước kém rất lớn. Căn bản không ở cùng cấp bậc. Chẳng lẽ, hắn muốn phong thánh? Nuốt ngụm nước miếng, Trương Dẫn Khâu không thể tin được. Tuy từ vật khổng sư lưu lại đến xem, đối với có người có thể phong thánh tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hắn thủy chung cảm thấy không có khả năng có người hoàn thành. Dù sao, khổng sư chỉ có một, không thể thay thế, không người có thể so sánh. Trời không sinh khổng sư, muôn đời trong u tối. Đúng vậy a, gia hỏa này chỉ ưa thích làm náo động, khẳng định muốn thử xem phong thánh. Đang không thể tin được, chợt nghe bên tai vang lên một thanh âm hơi chua, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tử vừa rồi bị trao đổi, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt. Nhìn Trương Huyền ở cách đó không xa, rất là tức giận, tựa hồ cảm thấy danh tiếng bị đối phương đoạt hết. Ngươi, thất khiếu chảy máu rồi. Nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương, khóe miệng của Trương Dẫn Khâu co lại. Giờ phút này ra hỏa kia, đang thất khiếu chảy máu, đổi lại những người khác, khẳng định đã sớm chết, nhưng đối phương giống như không có cảm giác, như trước nhìn Trương Huyền ở trên phong thánh đài, tràn đầy hâm mộ. À, không có gì lớn, chảy mãi thành thói quen. Bàn tử lơ đễnh, thất khiếu chảy máu cũng có thể quen. Trương Dẫn Khâu xém chút ngất đi. Hắn từ đâu xuất hiện a? Người khác thất khiếu chảy máu dễ chết, hắn lại còn nói quen. Không phải, sau lưng người còn đâm một chuôi kiếm, giống như đâm xuyên qua trái tim. Khóe miệng co quắp vài cái, lần nữa nói. Nếu như đối phương chỉ là thất khiếu chảy máu, cũng không cần nói nhiều, thế nhưng sau lưng còn đâm một thanh trường kiếm, nhìn vị trí. Cả trái tim đều đâm xuyên qua, loại tình huống này cũng không việc gì. Đâm xuyên qua trái tim. Bàn tử có chút nghi hoặc, cúi đầu nhìn nhìn, trước ngực xuất hiện mũi kiếm, lúc này mới phản ứng tới. Ngươi không nói ta còn không để ý, bất quá không sao, rút ra là được.
Nói xong cánh tay vặn vẹo, rút kiếm ra, ném xuống đất. Như vậy liền tốt rồi. Ta, Trương Dẫn Khâu phát điên, cảm giác mình muốn điên rồi. Gia hỏa này đến cùng là quái thai gì? Đã như vậy, không chỉ không chết, còn có tâm tình nhìn Trương Huyền đột phá. Đáng giận, ta muốn ngươi chết. Đang rung động, chợt nghe không trung có tiếng phẫn nộ điên cuồng hét lên, bàn tay của Thiên Diệp Vương mãnh liệt vỗ xuống. Giặc giặc, gia hỏa trước mắt này, lập tức bị nện thành bánh thịt, dán ở dưới đất. A, à, Trương Dẫn Khâu hoảng sợ, liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi vẫn cùng gia hỏa này nói chuyện, hiện tại thời gian nháy con mắt đã bị trục chết, trùng kích còn là rất lớn. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi yên tâm, coi như liều mạng, ta cũng muốn báo thù cho ngươi. Trong mắt đỏ hoe, Trương Dẫn Khâu ngẩng đầu nhìn Thiên Diệp Vương, tràn đầy sát ý nồng đậm. Trong lòng thề còn không có kết thúc, chợt nghe dưới đất có thanh âm không kiên nhẫn vang lên. Một chút nhãn lực cũng không có, mau tránh ra, ngươi ngăn cản ta xem Trương Huyền trang bức. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy con mắt của bánh thịt quay tròn loạn chuyển, không kiên nhẫn nhìn hắn. Chương 2023, Phong Thánh Kiếp 1. A, à, Trương Dẫn Khâu trực tiếp nhảy lên, thiếu chút nữa ngất đi. Thất khiếu chảy máu, trái tim bị đâm một kiếm, còn có thể lý giải, khả năng thiên phú dị bẩm, trái tim không có ở bên trái. Nhưng bị đập thành một đống, đến cùng làm sao sống được. Mấu chốt, còn ngăn cản ngươi xem. Trương sư trang bức, ta phi, Trương sư đột phá, ngươi đến cùng quan tâm bao nhiêu a? À? Đang không biết nên trả lời như thế nào, nên rời đi hay đứng im tại chỗ, liền chứng kiến trước mắt có một đạo kiếm quang lướt qua. Thiên Diệp Vương tựa hồ đã phát hiện tên này không chết, tức giận lần nữa đâm tới một đạo kiếm quang. Giặc giặc, không có bất kỳ ngoài ý muốn, cái đống trước mắt này bị cắt, biến thành hai đống, ở trên mặt đất liên tục nhúc nhích. Ngươi, ngươi, lần này hẳn chết a? Bờ môi run rẩy, nhịn không được hỏi. Ngươi mới chết, cả nhà ngươi đều chết hết. Hai đống ở dưới đất tức giận đến oa oa gọi bậy, hai con ngươi nhìn về phía Thiên Diệp Vương. Lão tử ở chỗ này giả chết, coi như cho ngươi mặt mũi, một lần lại một lần, như thế nào? Cho mặt không biết xấu hổ đúng không? Ầm ầm. Hai đống ở dưới đất tựa như dung dịch, một lần nữa dính lại cùng nhau, thời gian nháy con mắt đã khôi phục bộ dáng lúc trước, giống như một chút cũng không có bị thương, gào thét một tiếng, thẳng tắp vào tới Thiên Diệp Vương. Thời gian nháy con mắt, đã chiến đấu cùng một chỗ. Bất quá thực lực của hắn còn thua Thiên Diệp Vương, vừa bay lên không lâu, lần nữa bị đánh xuống, kề sát trên mặt đất, như là bùn nhão. Trương Dẫn Khâu còn chưa kịp bi thương, bùn nhão lại xông tới, tiếp tục cùng Thiên Diệp Vương đánh nhau. Cái này, không chỉ hắn ngẩn người, đám người Ngô sư cùng Hàn hội trưởng cũng choáng váng. Vị bằng hữu kia của Trương sư, giống như mạnh có chút quá đáng, nhục thân giống như gia châu, đánh như thế nào cũng không việc gì. Đến cùng tu luyện như thế nào a? À? Nhanh động thủ, chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Giật mình một lát, Ngô sư la lên lần nữa. Giờ phút này không phải thời điểm khiếp sợ ngẩn người. Nhất định phải ngăn cản Thiên Diệp Vương khống chế địa đồ cùng thủy tinh dung hợp, một khi thành công, tất cả mọi người phải chết. Mấy đại cao thủ liên hợp công kích, chân khí như sóng, khí tức cuồng bạo liên tục cuồn cuộn, tựa hồ quét sạch cả bầu trời. Thấy đã có quái nhân đánh không chết gia nhập, đám người Ngô sư tạm thời không có nguy hiểm, Trương Dẫn Khâu lần nữa nhìn về phía Trương sư, chỉ thấy lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng đề cao, giống như không có cuối cùng. Thật hùng hậu, nhịn không được líu lưỡi. Đổi lại người khác, đừng nói đột phá, chỉ là trong khoảng thời gian này chân khí tiêu hao, cũng sẽ ép mình thành người khô, gia hỏa trước mắt này, thật giống như không có việc gì, không thèm quan tâm. Chỉ là chân khí dự trữ, 10 cái hắn cũng xa xa không kịp. Xem một lát liền nhìn không được nhẹ nhàng thở ra, đang muốn ngẩng đầu nhìn chiến đấu trên không trung, đột nhiên chứng kiến một thân ảnh, lông mi nhíu lại. Lạc sư, vì sao ngươi không đi chiến đấu? Vị mỹ nữ Lạc sư đi cùng đám người Trương sư đi, đang đứng ở cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích, giống như chiến đấu trên không trung là việc không liên quan đến mình. Ta phải bảo vệ Trương Huyền. Lạc sư nhàn nhạt nói. Hắn chỉ là đột phá, có phong thánh đài thủ hộ, hẳn là không có vấn đề a. Trương Dẫn Khâu nhíu mày. Mặc kệ thực lực ngươi như thế nào, tất cả mọi người đều liều mạng, ngươi không động thủ thì thôi, còn nói cái gì bảo hộ Trương Huyền. Trương sư ở trong phong thánh đài đột phá, làm sao có thể có việc? Ầm ầm,
Lời của hắn còn chưa dứt, chợt nghe tiếng sấm vang rền, trên không phong thánh đài, đột nhiên xuất hiện mây đen đen kịt, trong đó lôi điện cuồn cuộn, làm cho người ta cảm giác hủy diệt. Đây là, xuất khiếu kiếp, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đồng tử co rụt lại, Trương Dẫn Khâu thiếu chút nữa ngất đi. Trong truyền thuyết, nguyên thần cảnh đột phá đến xuất khiếu cảnh, cần trải qua lôi kiếp, chỉ có như vậy, mới có thể cứng cáp hơn, rời đi nhục thân cũng có thể một mình sống sót, không bị chết. Đây là một loại lột xác, cũng là một loại sinh tử khảo nghiệm. Rất nhiều cường giả nguyên thần cảnh, áp chế tu vi mấy trăm năm, cũng không dám trùng kích cảnh giới cao hơn, chính là sợ bị lôi đình đánh hồn phi phách tán. Nguyên nhân chính là như thế, nguyên thần cảnh cùng xuất khiếu cảnh, dù chỉ có một cấp bậc, nhưng sức chiến đấu lại thiên địa cách biệt, thậm chí số lượng cường giả cũng hoàn toàn bất đồng. Chỉ có đạt tới xuất khiếu mới được cho là cường giả đỉnh cao chính thức của đại lục. Quá trình cửu tử nhất sinh này, được người xưng là xuất khiếu kiếp. Trương sư chỉ là tòng thánh trùng kích thánh vực, tại sao lại trải qua thiên kiếp lợi hại như vậy? Người người đều muốn phong thánh, nếu như không có đủ thực lực, làm sao có thể được thiên địa nhận thức? Lạc sư hừ một tiếng, bước về phía trước một bước, nhìn xem mây đen ở trên trời, siết chặt tú quyền, không có tiếp tục nói chuyện. Phong thánh cần sớm trải qua, xuất khiếu kiếp. Nghe được lời của đối phương, Trương Dẫn Khâu nuốt ngụm nước miếng, tuy hắn là hồn phách, không có khả năng chảy mồ hôi, như trước cảm thấy lưng ướt đẫm. Xuất khiếu kiếp, vô số cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh cũng không chịu nổi, vị trước mắt này chỉ là tòng thánh, làm sao ngăn cản được. Không nói cái khác, chỉ là lôi đình kia, hắn gặp gỡ sẽ hồn phi phách tán, tử vong ngay tại chỗ. Đây không phải xuất khiếu kiếp, mà là phong thánh kiếp. Muốn phong thánh, nhất định phải độ kiếp. Ánh mắt Lạc Nhược Hy mang theo lo lắng. Chương 2024, phong thánh kiếp 2. Loại thiên kiếp này, chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt qua, chỉ mong không có sự tình gì. Phong thánh kiếp. Mọi người khiếp sợ tột đỉnh, Trương Huyền ở trên phong thánh đài cũng hiểu được, đồng tử co rút lại. Khó trách phong thánh khó như vậy, không phải không người không thể lĩnh ngộ huyền bí tu luyện của khổng sư, mà là muốn phong thánh, nhất định phải thừa nhận phong thánh kiếp. Cái lôi kiếp này, không phải dễ dàng vượt qua như vậy. Đến đi. Biết chắc tránh không được, chỉ có chống lại, mới có thể thành công. Trương Huyền cắn răng, huyệt đạo toàn thân mở ra, vô số linh khí như nước chảy tràn vào trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ầm ầm. Tựa hồ cảm nhận được chiến ý của hắn, lôi vân rút cuộc không kìm nén được, một đạo lôi điện như cánh tay thẳng tắp bổ xuống. Nếu như dùng cái gì so sánh mà nói, lúc trước điện mang ở lôi đình chi hải. So sánh với cái này, giống như cây non gặp cổ thụ che trời, căn bản không ở cùng cấp bậc. Đạo lôi điện này còn chưa tới trước mặt, liền làm cho người ta cảm giác nghiền ép nhục thân, tiêu diệt linh hồn, giống như chỉ cần tu vi hơi yếu, sẽ không chống chọi được, hồn phách bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Phong thánh chia làm hồn kiếp, thể kiếp cùng tâm kiếp, một cái khó hơn một cái. Lạc Nhược Hy ở một bên siết chặt tú quyền. Loại kiếp số này chỉ có thể dựa vào chính mình. Những người khác không thể thay thế, nếu không, chẳng những không có chỗ tốt, còn sẽ dẫn tới thiên địa tức giận hàng lâm tai họa càng lớn. Hồn kiếp. Nghe nàng thì thào nói, Trương Dẫn Khâu có chút nghi hoặc. Đối với phong thánh, hắn chỉ ở trong văn tự khổng sư lưu lại nhìn qua, vốn tưởng rằng đã hoàn toàn biết được, hiện tại mới hiểu, kém xa nữ hài trước mắt. Hồn kiếp chính là linh hồn phải trải qua điện mang rèn luyện cùng tẩy lễ, hơi không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Là cửa thứ nhất của phong thánh kiếp. Lạc Nhược Hy giải thích. Linh hồn. Trương Dẫn Khâu run rẩy. Bây giờ hắn là trạng thái linh hồn, biết rõ linh hồn đối với lôi điện có bao nhiêu sợ hãi, có thể nói là khắc tinh thiên nhiên, đừng nói lôi điện vừa thô vừa to như thế, coi như là một tia nhỏ cũng không chịu nổi. Trương sư, chỉ mong không có việc gì. Hàm răng cắn chặt, vội vàng nhìn lại. Dầm ào ào. Lôi điện đi vào trong cơ thể. Trương Huyền lập tức cảm giác linh hồn của mình như bị ngọn lửa thiêu cháy, lúc trước thật vất vả ngưng tụ hồn phách lắc lư, giống như tùy thời sẽ tán loạn. Đau quá! Sắc mặt trắng nhợt. Loại đau đớn này đến từ sâu trong linh hồn, thật giống như toàn bộ người tùy thời không chịu nổi. Nếu không phải trên đường tới, chuyên môn ở trong dung nham, lôi đình chi hải rèn luyện một phen, chỉ sợ lần này sẽ hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn rồi. Xem ra dung nham cùng lôi đình chi hải ở ngoài Khâu Ngô cung cũng không phải vô ý, mà là khổng sư chuyên môn thiết kế, lưu cho hậu nhân tôi luyện. Hàm răng cắn chặt,
dốc sức liều mạng kiên trì, giờ phút này Trương Huyền cũng bừng tỉnh đại ngộ. Bắt đầu còn không lý giải, vì sao phải có dung nham cùng lôi đình chi hải, cho rằng đối phương là cố ý, khó xử kẻ đến sau, hiện tại xem ra, chính là để người ta rèn luyện hồn phách, chống đỡ cửa thứ nhất của phong thánh. Xì 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 xì. Lôi điện tàn sát bừa bãi ở trong người, linh hồn bị đánh nát, sau đó gây dựng lại. May mắn ở trong người, nếu xuất khiếu, đừng nói ngưng tụ, chỉ sợ sớm đã tiêu tán ở giữa thiên địa rồi. Thân thể cứng ngắc, đau đớn kịch liệt, Trương Huyền cảm giác ý thức có chút hôn mê. Tuy sớm biết phong thánh không có đơn giản như vậy, nhưng tự mình trải qua, mới biết được đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Loại xé rách kịch liệt này, thật giống như cắt linh hồn ra thành từng sợi, một lần nữa tiến hành luyện chế. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng, Khổng sư có thể kiên trì, vì cái gì ta không thể. Đột nhiên, một ý niệm hiện lên. Khổng sư là người, hắn cũng là người, dựa vào cái gì Khổng sư có thể làm được, hắn liền không chịu nổi. Tu luyện phong thánh giải lâu như vậy, kiên trì lâu như vậy, nếu như bởi vì chút chuyện này liền không kiên trì nổi, không phải thành phế vật sao? Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương. Tín niệm sinh ra, lôi điện như trước vỡ vụn đau đớn, dĩ nhiên đã không có đáng sợ như lúc trước rồi. Cửa thứ nhất, coi như qua. Thấy một màn như vậy, Lạc Nhược Hy nhẹ nhàng thở ra, lần nữa sinh ra lo lắng. Cửa thứ hai thể kiếp, không chỉ nhục thân, còn có cảm ngộ đối với chân khí cùng tu luyện, chỉ mong không có việc gì. Thể kiếp, kiếp nạn trên thân thể. Bao gồm nhục thân, chân khí, lý giải đối với võ kỹ, chân khí có tinh khiết hay không. Cái này so với hồn kiếp vừa rồi càng khó. Cũng càng không dễ dàng thừa nhận. Tuy hồn kiếp thống khổ, nhưng chỉ cần tín niệm kiên định, tính nguy hiểm sẽ không quá lớn. Nhưng thể kiếp không giống, một khi không chịu nổi, vô cùng có khả năng ngay tại chỗ nổ thành thịt nát. Giặc giặc. Trong sầu lo, đạo lôi điện thứ hai ở trên bầu trời tích xúc nửa ngày, lần nữa lan tràn ra, tùy thời sẽ đánh xuống. Lần này so với vừa rồi càng thêm to, như đùi người lớn, còn chưa tới trước mặt, liền mang theo nghiền ép kịch liệt, giống như ngay cả phong thánh đài cũng có thể chém nát. Có thể dẫn xuất lôi kiếp, người muốn phong thánh nào có dễ dàng như vậy. Lúc này Thiên Diệp Vương cũng áp chế đám người Ngô sư, chứng kiến Trương Huyền thành công vượt qua đạo lôi kiếp thứ nhất, sắc mặt trầm xuống, nhịn không được giống to. Một trưởng liền chụp tới. Chương 2025, ta là lão sư rất tốt một. Dầm ào ào. Trưởng ấn cực lớn, linh khí bốn phía hội tụ, hình thành một cỗ thủy triều, thẳng tắp rơi xuống Trương Huyền. Một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Diệp Vương, đối thủ của ngươi là ta. Đồng tử của Ngô sư, Hàn hội trưởng co rụt lại, vội vàng vọt tới phía trước, muốn thay Trương Huyền ngăn trở trưởng ấn. Không được đi tới. Không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại biến cố này, sắc mặt của Lạc Nhược Hy trầm xuống, vội vàng hét lớn. Bất quá, giờ phút này đã chậm, Ngô sư cùng Hàn hội trưởng dĩ nhiên đến trong phạm vi lôi đình, chân khí trong cơ thể tuôn ra, vừa ngăn trưởng ấn của đối phương ở bên ngoài, liền chứng kiến lôi vân ở trên không trung lắc lư, mãnh liệt tăng lên gấp đôi. Một cỗ lôi điện càng cường đại hơn, cuồn cuộn ở trong đó, tùy thời có thể bạo kích tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Trương Dẫn Khâu trắng nhợt. Vừa rồi lôi điện đã khiến cho Trương sư khó có thể chống chọi, sao lôi vân lại đột nhiên bạo tăng? Thiên địa phong thánh, sẽ căn cứ thực lực của tu luyện giả, gia tăng độ khó của lôi đình, Ngô sư cùng Hàn hội trưởng xông vào phạm vi lôi đình, khí tức quá mạnh mẽ, dẫn tới lôi điện cho rằng Trương sư đột phá, tự nhiên muốn đánh xuống lôi điện cường đại hơn, tiến hành trừng phạt. Khuôn mặt của Lạc Nhược Hy trắng bệch. Vậy làm sao bây giờ? Thân thể Trương Dẫn Khâu nhoáng một cái. Không có biện pháp, chúng ta ai cũng không thể nhúng tay, càng nhúng tay, phản kích lại càng lợi hại, mang đến cho Trương sư tai họa càng lớn. Lạc Nhược Hy nghiến răng. Giặc giặc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy mây đen lần nữa tích góp xong lực lượng, lúc trước lôi điện chỉ cỡ đùi người, thời gian nháy con mắt đã gấp đôi, rơi xuống. Ầm ầm. Lúc trước Trương Huyền đã bị sét đánh toàn thân đen kịt, đầu tóc dựng thẳng, đạo điện mang này kéo tới, chỉ cảm thấy toàn thân như xé rách. Phốc, máu tươi điên cuồng phun ra, mạch máu toàn thân nổ tung, thời gian nháy mắt toàn thân đã bị nhiễm đỏ hồng. Ngũ Diệu Kim Thân, một tiếng thấp giọng hô, trong cơ thể Trương Huyền hào quang lập lòe, Ngũ Diệu Kim Thân bị vận chuyển tới cực hạn. Đạo lôi điện thứ hai là thể kiếp,
sẽ xé rách nhục thân, mà hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào công pháp nhục thân mạnh nhất là ngũ diệu kim thân tiến hành ngăn cản. Sặc sặc, sặc sặc, sặc sặc. Lôi điện công kích đến, hào quang bên ngoài thân từng tầng vỡ vụn, thân thể như đồ sứ, xuất hiện vết rách, máu tươi ồ ồ chảy ra. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong lòng Trương Huyền gào thét. Vừa rồi hồn kiếp, tuy khó có thể đối kháng, nhưng vẫn còn có thể chống chọi, cái thể kiếp này, thật sự quá cường đại, ngũ diệu kim thân đạt tới viên mãn ở trước mặt đối phương, lại giống như thiết chùy đối mặt trứng gà, không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải là đối thủ. Xoẹt xoẹt tương đương. Vết rách trên thân thể càng lúc càng lớn, lôi điện triệt để xâm nhập nhục thân, Trương Huyền chỉ cảm thấy đầu, tứ chi như bị năm con tuấn mã lôi kéo, tùy thời có thể xé rách. Không phải ngũ mã, mà là 100 con, 1000 con, 1 vạn con. Lôi điện đi vào trong cơ thể, thật giống như trong cơ thể có hơn vạn con tuấn mã, dẫn dắt toàn bộ thân thể, liên tục khuếch tán bốn phía, không xé rách thành bụi phấn, là quyết không bỏ qua. Kiên trì không nổi. Chân khí trong cơ thể như sông lớn chảy xiết, kiên trì trọn vẹn 9 hô hấp, bất quá, sau cái hô hấp thứ 10, liền cảm thấy rút cuộc không chịu nổi, tùy thời sẽ bạo tạc nổ tung. Tuy hắn thiên phú vô song, tu luyện cũng là thiên đạo công pháp, vô cùng chính tông, nhưng mà giờ phút này, dĩ nhiên vượt ra khỏi cực hạn, không chịu nổi. Không được, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi muốn bổ ta không tin, ngươi không có thiếu sót. Cắn răng một cái, Trương Huyền nhìn lôi đình trên không trung. Lôi đình thì như thế nào? Ngươi cường đại, nhưng cường đại hơn nữa cũng có thiếu sót, cũng có lỗ thủng, chỉ cần tìm được, hoàn toàn có thể vượt qua. Một quyển sách xuất hiện. Vội vàng mở ra. Phần phật. Một nhóm văn tự xuất hiện ở trong đầu. Phong thánh kiếp đệ nhị trọng, thể kiếp, tụ tập lực lượng lôi đình, phá hủy nhục thân, chân khí, trong lôi đình ẩn chứa uy năng cường đại, khó có thể chống chọi. Thiếu sót, đối với nhục thân có tác dụng xé rách cực mạnh, nhưng đối với linh hồn không có bất kỳ tác dụng, thuộc về công kích thân thể. Không có công kích với linh hồn. Ánh mắt sáng lên. Vừa rồi hồn kiếp sắp xé rách hồn phách, nếu như cái này không có công kích, hoàn toàn có thể hấp thu nha. Vu hồn ly thể. Gào thét một tiếng, vu hồn từ trong mi tâm nhảy ra ngoài, há to miệng, cắn nuốt lôi điện liên tục không ngừng đánh xuống kia. Bởi vì lôi điện quá mức chói mắt, những người khác không chứng kiến vu hồn, còn tưởng rằng hắn dùng bí pháp gì. Xì 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 xì. Lôi điện vừa tiến vào hồn thể, liền như biến thành vật đại bổ, để cho hồn lực không ngừng bạo tăng, toàn bộ hồn thể biến lớn lần nữa. Nhục thân gặp phải lực lượng cường đại như muốn bạo tạc nổ tung, giống như khí cầu, sắp không chịu nổi, sớm muộn gì cũng sẽ nổ, nhưng linh hồn bất đồng, biến lớn nhiều nhất mỏng manh một chút, căn bản không bị ảnh hưởng. Rất nhanh đạo lôi điện thứ hai bị hồn thể hấp thu sạch sẽ, hồn lực lần nữa khôi phục về 10 mét. Tuy lực lượng gia tăng lên, nhưng độ tinh thuần lại không có yếu bớt chút nào, như trước cực kỳ cường đại, thậm chí còn hơn hồi nãy. Đây coi là, vượt qua đạo phong thánh kiếp thứ hai rồi sao? Vu hồn lần nữa trở lại nhục thân, chứng kiến đạo lôi điện thứ hai biến mất, Trương Huyền nhìn không được nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn dùng thư viện nhìn thoáng qua, nếu không... Chỉ bằng vào nhục thân khẳng định không chịu nổi, giờ phút này. Linh hồn hấp thu lôi đình sạch sẽ, coi như là gánh qua đạo thứ hai, nếu không chỉ sợ đã bị nổ thành thịt nát. Oanh long long. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2025.